Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 12. Cô ấy vừa nói vừa giơ tay giữ mặt Dương Bách Xuyên, hôn anh một cái rồi nói khẽ cảm ơn anh. Dương Bách Xuyên hiểu cô ấy đang nhắc đến chuyện hôm nay, bật cười bế bổng người yêu lên, lúc nãy em đã đồng ý với anh một cái điều kiện. Sắc mặt Triệu Nam đỏ bừng ngược, không dám đối mặt với Dương Bách Xuyên, rời mắt nhìn sáng chỗ khác, ngượng ngùng nói, không thể quá mức. Ha ha, sớm muộn gì em cũng là vợ anh, sợ cái gì, điều kiện của anh là hôn em một phút đồng hồ. Nói xong, không chờ Triệu Nam kịp phản ứng, anh đã chặn miệng cô ấy. Cả người Triệu Nam cứng đờ, trong đầu trống rỗng. Cô ấy chủ động hôn Dương Bách Xuyên là một chuyện, bị anh hôn là một chuyện khác. Một loại cảm giác kỳ diệu bỗng dâng lên từ dưới đáy lòng, lớn như vậy vẫn chưa từng bị chàng trai nào hôn, cái này có được tính là bị cướp mất nụ hôn đầu tiên không? Dưới thế công mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên, cả người cô ấy như nhũn ra, vô thức đáp lại. Anh nói hôn một phút đồng hồ, kết quả lại kéo dài đến 6-7 phút. Dương Bách Xuyên chiếm hết tiện nghi của con gái người ta, đôi tay không chịu đứng yên, đến khi anh muốn tiến thêm một bước thời điểm, cửa ra vào bất ngờ mở toang. Thư ký Ngải Diệp bước vào, cô ta nhìn thấy tình hình chiến đấu kịch liệt giữa Dương Bách Xuyên và nữ giám đốc lạnh lùng bá đạo thì lập tức trợn tròn mắt. Ôi mẹ ơi, mình vừa nhìn thấy cái gì thế này? Không nổi một lẹo đấy chứ. Cô ta lấy lại tinh thần, vội vàng nói, a, tôi chưa thấy cái gì hết, hai người tiếp tục đi. Ngải Diệp vừa lắp bắp vừa đỏ mặt chạy ra ngoài. Trong lòng Dương Bách Xuyên chỉ muốn mắng một câu, em gái cô, quấy rầy bọn tôi như thế rồi còn tiếp tục thế nào. Đúng lúc này, Triệu Nam cuống quýt đẩy Dương Bách Xuyên ra, xấu hổ đến đỏ bừng mang tai, hổn hển mắng, đều tại anh, em biết đi gặp người khác thế nào đây. Ha ha. Dù sao em đã định trước là người của anh rồi, sợ cái gì, ngược lại cô thư ký này của em không được dạy dỗ tốt, đi vào cũng không biết gõ cửa, thật mất hứng. Dương Bách Xuyên nhếch miệng phàn nàn. Hừ, ai là người của anh hả, được rồi, đã chiếm lợi của người ta mà còn khoe mẽ, mau trở về văn phòng của anh đi. Chắc Ngải Diệp có chuyện quan trọng cần tìm em, nếu không chị ấy không bao giờ vào mà không gõ cửa đâu. Triệu Nam quay trở lại bàn làm việc. Khuôn mặt đỏ ửng như táo chín. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên lại muốn đi lên cắn một cái, chẳng qua hôm nay anh hôn cô ấy mấy phút đã thỏa mãn rồi, không thể được voi đòi tiên. Dương Bách Xuyên cười ha ha, rời khỏi văn phòng của Triệu Nam. Sau khi rời khỏi đây, thư ký Ngải Diệp đang đứng cạnh cửa, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi ra thì hơi đỏ mặt, cúi đầu. Da mặt Dương Bách Xuyên vô cùng dày, không thèm để ý, chào hỏi cô ta, thư ký Ngải vào đi. Tổng giám đốc đang chờ cô đấy. Ngải Diệp lẩm bẩm, cúi đầu đi vào văn phòng. Dương Bách Xuyên nhìn bóng lưng của cô ta, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Nói thật, dáng người của Ngải Diệp nóng bỏng nhất công ty, vòng nào ra vòng nấy khiến anh có cảm giác như sắp nổ tung. Trở lại phòng làm việc của mình, Dương Bách Xuyên dựa vào ghế, trong lòng bắt đầu tính toán, đại hội đấu giá lần này, nếu muốn làm gì thì phải làm tốt nhất. Không có đồ vật gì để đấu giá. Vậy thì anh luyện đan dược đem đi đấu. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Bách Xuyên quyết định luyện đan chú nhan phiên bản thăng cấp. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trong phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào, Dương Bách Xuyên lên tiếng. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện là Ngải Diệp cười nói bước vào, giám đốc Dương, chúc mừng cậu, tổng giám đốc đã truyền đạt khắp bộ công ty. Thăng anh lên làm giám đốc bộ phận giám định và thưởng thức, đây là văn bản thăng chức, mời ký tên. Dương Bách Xuyên nhận tài liệu, trong lòng rất vui vẻ, lúc đó vì ứng phó với Lý Ý mà Triệu Nam lấy cho anh chức danh kia để tăng mặt mũi mà thôi, không ngờ lại thành sự thật. Tuy Dương Bách Xuyên không thèm để ý chức vụ ở nơi làm việc lắm nhưng sau này đi làm với Triệu Nam, có cái danh giám đốc này, anh tìm cô ấy nói chuyện yêu đương sẽ tiện hơn rất nhiều. Dù sao chức vụ quá thấp. Thường xuyên chạy đến văn phòng cô sẽ rước lấy lời ra tiếng vào. Cảm ơn thư ký Ngải. Dương Bách Xuyên cười nói. Không có gì, hôm khác giám đốc Dương mời khách nhé. Trước khi Ngải Diệp rời đi còn ném lại một câu, đá lông nheo với Dương Bách Xuyên. Cả người anh khẽ run rẩy, sau một hồi lâu mới lẩm bẩm yêu tinh. Ngồi ở văn phòng trong chốc lát, ngó tới ngó lui không có việc gì,
Dương Bách Xuyên dứt khoát đứng dậy về nhà, chuẩn bị luyện đan chú nhan. Dù sao Triệu Nam từng nói với anh, bộ phận giám định và thưởng thức đã vào luồng, để anh ngồi ở vị trí này chỉ có tác dụng làm cảnh, công ty không có anh vẫn có thể hoạt động như bình thường. Thời gian còn sớm, anh cũng không chào hỏi Triệu Nam, trực tiếp lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, anh lôi Hầu Đậu Đậu và Chồn Hương Hương ra khỏi bình càn khôn, hai tên nhóc này ở trong đấy buồn chán túi ruột, vừa được thả ra ngoài đã chạy nhảy khắp phòng. Dương Bách Xuyên không thèm để ý bọn chúng, đi vào phòng chứa đồ chuẩn bị luyện đan. Căn phòng này là anh đặc biệt dọn ra chỉ để làm nơi luyện đan. Dương Bách Xuyên vừa mới lấy lò luyện đan thái thượng ra, chuẩn bị châm lửa thì điện thoại di động kêu lên. Anh cầm lên nhìn, thấy tên người gọi tới thì đau đầu, là Hoa Khôi cảnh sát Ninh Kha. Đêm qua anh đi thẳng một mạch, không nói với cô ta một tiếng, chắc bây giờ bà cô này muốn hưng sư vấn tội rồi. Quả nhiên điện thoại vừa kết nối, tiếng gào thét của Ninh Kha đã vang lên, tên khốn khiếp Dương Bách Xuyên, tại sao anh rời khách sạn mà không nói với tôi một tiếng. Đêm qua là quá muộn, hôm nay là quên mất, anh ho khan hai tiếng, cái đó, ngày hôm qua trễ quá, tôi không muốn làm phiền cô. Hơn nữa, công ty chúng tôi đã tìm thấy tranh cổ rồi, hiện tại cô có thể kết án. Anh xéo đi, tôi vừa nhận được tin, công ty của các anh đã đến cục cảnh sát rút án, nói, có phải đêm qua anh đã bắt được cặp đôi đạo tặc không? Mau mau nói với tôi đi bắt bọn họ, mấy tên trộm này không bắt vào tù chính là gieo họa cho đời. Giọng nói của Ninh Kha qua điện thoại hơi kích động. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, trong lòng không nhịn được chửi bới, bắt em gái côi. Cặp đôi đạo tặc giờ đã là tay sai của tôi có thể nói cho cô biết được à? Anh đảo mắt, giơ điện thoại ra xa nói lớn, này. Alo, nghe không được, cô nói cái gì? Tín hiệu không tốt, sau đó anh cười ha ha cúp điện thoại, trực tiếp tắt máy. Mà bên kia điện thoại bên, Ninh Kha tức giận chửi bới, hay cho một tên Dương Bách Xuyên, anh tìm được tranh cổ, chắc chắn cũng biết tin tức của cặp đôi đạo tặc. Dám cúp điện thoại của tôi, cho rằng tôi không tìm được nhà của anh à. Chờ đấy. Sau khi Dương Bách Xuyên tắt máy thì ném điện thoại di động sang một bên, bắt đầu tập trung luyện đan. Anh lấy tất cả dược liệu ra, mở lò đan, đốt chân nguyên ly hỏa. Từng gốc dược liệu được anh bỏ vào trong lò luyện thái thượng. Một tiếng sau đó, hơn 10 gốc dược liệu bị Dương Bách Xuyên luyện hóa từng cây, tan thành nước thuốc tinh túy trong lò đan. Cuối cùng anh suy nghĩ. Lấy ra một cây huyết linh, lựa chọn gốc 2.000 năm bỏ vào trong lò đan. Huyết linh có thể được nói là tinh dầu vạn tuế trong dược liệu dùng để luyện đan, có thể thay thế nhiều loại dược liệu. Ngoài ra, thêm huyết linh vào còn có thể nâng cao phẩm cấp của đan dược, dược liệu khác hoàn toàn không thể so sánh. Có thể nói dược liệu tạo thành từ máu thịt của giao long ẩn chứa tinh hoa của giao long. Ngay cả trong miệng của sư phụ Vân Thiên Tà, huyết linh cũng xem như là linh dược cao cấp. Dương Bách Xuyên luyện chế đan chú nhan, lòng nghĩ càng cần phải cố gắng nâng cao phẩm cấp, bởi vì 5 ngày sau anh sẽ bán lô đan dược này ở hội đấu giá Triệu Thị, để cho Triệu Nam mặt mũi. Nếu Triệu Nam đã đánh cược với gia đình, muốn đạt được thành tựu ở bên ngoài thì Dương Bách Xuyên sẽ giúp đỡ cô ấy. Đan chú nhan anh luyện chế lần này khác hoàn toàn với đan chú nhan anh đưa cho nhà họ Liễu, cái hiện tại được luyện theo tiêu chuẩn của tu chân giả. Ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên cũng không biết nó sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc như thế nào. Chẳng qua lần này có thể nói là phiên bản nâng cấp của đan chú nhan, xét về mặt hiệu quả, chắc chắn sẽ vượt qua lúc trước mấy con phố. Cảm ứng liên hệ với lò luyện đan thái thượng cho phép Dương Bách Xuyên nắm bắt từng thay đổi bên trong, khi huyết linh được tinh chế và hòa tan với các chất lỏng khác, Dương Bách Xuyên bắt đầu bấm thủ quyết thành đan. Một hơi bấm liền 36 thủ quyết. Trong lò đan truyền đến tiếng nổ quen thuộc. Vẻ mặt của Dương Bách Xuyên tràn đầy vui mừng, anh biết đan chú nhan đã được luyện thành công. Anh hít một hơi thật sâu, mở lò luyện đan ra, có 12 viên thuốc màu trắng pha chút tím, mỗi viên đều có kích thước bằng một viên bi thủy tinh bình thường. Mùi dược thoang thoảng ra bên ngoài thật sự rất thơm. Ban đầu, anh nghĩ rằng tối đa 9 viên đan đã là cực hạn, nhưng không ngờ lại tới 12, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi lấy ra, anh chia thành 4 phần bỏ vào trong bình sứ nhỏ đặt theo yêu cầu, mỗi lọ có 3 viên chú nhan đan. Dương Bách Xuyên thực sự muốn thử hiệu quả của đan chú nhan phiên bản nâng cấp này, nhưng nghĩ lại thì mới nhớ làn da của anh vốn đã rất tốt rồi,
nếu dùng đan chú nhan sẽ càng trở nên trắng trẻo, ra đường bị nhận lầm thành phụ nữ thì chẳng vui vẻ gì. Sau khi suy nghĩ xong, Dương Bách Xuyên vẫn không dừng lại, anh định luyện chế một loại đan dược khác, loại này thì có thể dùng thử. Nếu có thể thì nên luyện chế thật nhiều, dù sao hiện giờ anh cũng cần tiền để đầu tư cho làng nghệ thuật quê hương. Tổng cộng anh đã đưa cho Trần Bảy Roi chưa tới 500 vạn, còn kém dự toán 4.000 đến 5.000 vạn rất xa, mấy trăm vạn chỉ đủ chống đỡ công trường khởi công trước. Tính thời gian thì đoán chừng mấy trăm vạn kia cũng xài hết rồi, nếu như Dương Bách Xuyên không quan tâm, dựa theo hiểu biết của anh về Trần Bảy Roi, chắc chắn đối phương sẽ tự bỏ tiền ra ứng. Thế nhưng Dương Bách Xuyên là kiểu người một là một, hai là hai. Anh không muốn sử dụng số tiền này của Trần Bảy Roi, người ta đã giúp quản lý làng nghệ thuật, còn gánh vác trách nhiệm bảo vệ người nhà anh nặng nề. Không cho Trần Bảy Roi tiền thì thôi, còn bắt người ta phải bỏ tiền ra, đây chính là nỗi băn khoăn trong lòng Dương Bách Xuyên. Hơn nữa trong tay anh còn có rất nhiều đan phương nhưng lại chọn đan chú nhan và đan dược chuẩn bị luyện này cũng bởi vì người bình thường cũng có thể sử dụng, thị trường tiêu thụ khá khổng lồ. Dương Bách Xuyên tin tưởng một khi hai loại đan dược ra mắt, chắc chắn sẽ tạo thành chấn động rất lớn. Đến lúc đó, anh tùy tiện luyện chế mấy lò đem đi đấu giá kiếm tiền, còn có thể nâng cao danh tiếng giúp công ty Triệu Nam, một mũi tên trúng hai con chim. Loại đan dược Dương Bách Xuyên muốn luyện chế chính là đan tinh long, một trong ba đan phương tư không nguyên để lại ở hẻm núi Hầu Đậu Đậu tìm thấy. Ba đan phương tư không nguyên lưu lại, Dương Bách Xuyên đã luyện chế đan tôi thể, hiệu quả rất rõ ràng. Đan tinh long và đan bồi nguyên thì vẫn chưa luyện, hôm nay anh chuẩn bị luyện, thử xem hiệu quả thế nào. Về phần đan tinh long, anh định luyện ra sẽ pha loãng rồi đưa cho Lưu Thích Kỳ làm sản phẩm chính của công ty Vân Kỳ, có thể làm thành thuốc pha chế sẵn. Tuy rằng ba đan phương tư không nguyên để lại chỉ là đồ bỏ đi trong miệng sư phụ Vân Thiên Tà nhưng đối với Dương Bách Xuyên ở hiện giai, chúng đều có công dụng. Đan bồi nguyên luyện ra có thể để bản thân sử dụng, đan tôi thể dùng để mời cổ võ giả chậm rãi xây dựng thế lực, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Đan tinh long là đan dược đặc biệt nhằm vào đàn ông, có thể đem ra kiếm tiền, còn hiện tại đan chú nhan phiên bản thăng cấp, ngoại trừ kiếm tiền, tất nhiên còn có thể lấy ra tặng người, ví dụ như phụ nữ. Trời sinh con gái đã thích trưng diện, không có mấy người có thể chống cự được, có thể nói quả thực chính là đòn sát thủ tán gái. Ngẫm nghĩ ba đan phương nơi tay, tâm trạng Dương Bách Xuyên liền vui vẻ không kiềm chế được. Anh chưa từng nghĩ tới. Có một ngày vận mệnh của mình lại từ từ lớn lên như thế. Anh cảm ơn sư phụ Vân Thiên Tà đã dẫn mình vào con đường tu chân, cũng cảm ơn Triệu Nam và chó của cô ấy, nếu không nhờ bọn họ, anh đã không nhặt được bình càn khôn gặp sư phụ. Đối với tình cảm của Triệu Nam, Dương Bách Xuyên cho rằng chính là duyên trời định. Đời này cô ấy đã định trước sẽ là người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, ai cũng đừng mơ cướp khỏi tay anh. Nhà họ Diệp ở Yên Kinh. Một thế gia cổ võ mà thôi, chờ tu vi anh đạt tới trúc cơ kỳ, đến lúc đó anh muốn nhìn xem nhà họ Diệp tranh với anh như thế nào. Trong lòng suy nghĩ, lấy hết tài liệu luyện chế đan tinh long ra ngoài, hình như còn thiếu hai loại. Bên trong bình càn khôn không chứa nhiều dược liệu lắm, lần sau phải đi thị trường dược liệu bổ sung một đợt mới thôi. Mặc kệ là đan chú nhan, đan tinh long hay đan tôi thể, ưu điểm lớn nhất của chúng là có thể sử dụng dược liệu trên trái đất luyện chế ra. Về phần hơn 200 gốc linh dược quý giá Dương Bách Xuyên lấy được từ hẻm núi của Hầu Đậu Đậu, anh không nỡ đem ra dùng nên giữ lại để tăng thực lực của bản thân. Chẳng qua bây giờ vẫn còn thiếu hai loại dược liệu, Dương Bách Xuyên chỉ có thể chọn ra hai loại có thuộc tính không khác biệt lắm từ hơn 200 gốc linh dược đến luyện đan. Cảm giác có chút lãng phí, thế nhưng nghĩ một hồi, anh lại bình thường trở lại, tuy rằng dùng linh dược tốt nhất khá phí nhưng phẩm chất của đan dược sẽ tăng lên trên diện rộng. Anh nhớ sư phụ Vân Thiên Tà đã từng nói, ở tu chân giới bất kể là luyện đan hay luyện khí, ngoại trừ những luyện đan sư, luyện khí sư có kinh nghiệm, tu vi, điều kiện bên ngoài, vân vân. Cấp bậc tài liệu càng cao, phẩm chất đan dược luyện chế ra sẽ càng tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất nhiên nói đi cũng có nói lại, đôi khi dù có tài liệu tốt nhưng không có kinh nghiệm luyện đan phong phú cũng không ổn, luyện một lò thì hỏng một lò. Đến nay tuy Dương Bách Xuyên luyện đan chỉ trong thời gian ngắn, cũng chỉ luyện chế đan dược cấp thấp bình thường nhất nhưng vẫn chưa từng xảy ra tình trạng bị hỏng, tất cả là do anh có một sư phụ tài giỏi.
Vân Thiên Tà là lão quái vật đã sống mấy vạn năm, thập nhị kiếp tán tiên đỉnh cấp, ngoại trừ tu vi thông huyền thì bản thân cũng là một đại sư luyện đan, hướng dẫn Dương Bách Xuyên luyện mấy loại đan dược cấp thấp dễ như ăn cơm. Hơn nữa lúc trước Dương Bách Xuyên và bà nội đi lạy thần linh gặp được cơ duyên, nhận được lò đan thái thương đến cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng khen ngợi, đủ loại nhân tố gộp lại, kèm theo trụ cột của anh khá cao và vững chắc, hoàn toàn có thể nói là tiểu sư phụ luyện đan. Bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành tinh luyện nước thuốc, sau khi bấm thủ quyết thành đan, lò đan không ngừng rung động, trán Dương Bách Xuyên cũng toát đầy mồ hôi. Mở lò, bên trong có 9 viên đan dược màu đỏ thẫm, dưới đáy lò đan còn có ánh sáng nhàn nhạt vần quanh. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, đan tinh long đã luyện chế thành công, lần đầu tiên luyện đã được 9 viên, không tệ. Dương Bách Xuyên lấy đan dược ra khỏi lò, rời khỏi phòng chứa đồ, một hơi luyện chế ra 2 lò đan, anh hơi mệt mỏi. Trên thực tế luyện đan rất tiêu hao tinh thần lực, sở dĩ anh có thể luyện ra được 2 lò đan trong vòng 3 tiếng đồng hồ là bởi vì anh may mắn tu luyện nguyên thần kinh. Tinh thần lực của anh mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chứ không thể nào luyện chế nhiều đan dược như thế trong một thời gian ngắn. Ngồi ở trên ghế sofa nhìn đan tinh long trong tay, Dương Bách Xuyên nghĩ, hay là dùng một viên xem thử hiệu quả như nào. Dù sao anh thử xong còn cần cải tiến đan phương, sau đó mới giao cho Lưu Tích Kỳ để công ty Vân Kỳ sản xuất số lượng lớn. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên lấy ra một viên đan tinh long, một ngụm nuốt xuống, anh cho rằng dù xảy ra phản ứng nào cũng có thể dùng chân khí áp chế xuống. Thế nhưng sau khi nuốt xuống một viên đan tinh long, Dương Bách Xuyên lập tức hối hận, sắc mặt lập tức thay đổi, trong nháy mắt đã có phản ứng cực lớn. Thứ kia của anh bỗng dựng lên, cứng rắn nóng hổi, anh vội vàng dùng chân khí áp chế xuống nhưng một giây sau đã trợn tròn mắt, vậy mà chân khí lại không thể đè dược hiệu xuống. Nhớ lại, anh thầm mắng bản thân ngu xuẩn, đan tinh long là đan dược chuyên dùng trong song tu của tu chân giả, sao có thể tùy tiện dùng chân khí hóa giải dược hiệu được. Mẹ nó, muốn tao bạo thể mà chết à. Dương Bách Xuyên chắp hai tay vào nhau, lẩm bẩm, trong mắt vằn vện tơ máu. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Reng reng, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên. Dương Bách Xuyên đang nằm trên ghế salon, đầu óc như muốn nổ tung, đâu còn nghe thấy tiếng chuông cửa. Hiện tại anh đang cưỡng ép vận chuyển công pháp. Thử áp chế dược hiệu của đan tinh long xuống nhưng thử mấy lần vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Trong lòng anh đắng chát, sớm biết như vậy anh chỉ dùng 1/3 viên thôi, nãy nuốt trọn một viên, giờ mới thấy xong đời. Cứ tiếp tục như thế, anh cảm thấy cho dù bản thân không bạo thể thì cũng bị máu chảy ngược, dẫn đến cái chết. Reng 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 reng. Chuông cửa tiếp tục vang lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên dâng trào lửa giận, ai mà đáng ghét thế. Anh thầm mắng, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở, suýt nữa anh đã ngã quỵ. Người tới không ai khác, chính là Hoa Khôi cảnh sát Ninh Kha. Anh không ngờ cô nàng này lại trực tiếp giết đến tận cửa. Tên khốn Dương Bách Xuyên, anh cho rằng tôi không thể tìm được anh à. Nói mau, không phải tối hôm qua anh tìm thấy cặp đôi đạo tặc, ủa, sao anh ôm bụng thế, trong mắt còn đầy tơ máu, anh ngã bệnh rồi hả? Ninh Kha vốn đang chửi bới Dương Bách Xuyên, vừa nhìn thấy dáng vẻ của anh không nhịn được hỏi thăm. Cô ta giết thẳng một đường từ cục cảnh sát tới đây, điều tra địa chỉ nhà của Dương Bách Xuyên đối với cô ta dễ như trở bàn tay. Hôm nay ở sàn đấu giá của công ty Triệu Thị không chỉ có mỗi tranh cổ, cô ta lập tức nghi ngờ tối hôm qua Dương Bách Xuyên đã bắt được cặp đôi đạo tặc. Bởi vì lý do ngừng điều tra Triệu Thị đưa ra rất gượng ép, nói là có người để lại tranh cổ ở cửa vào công ty. Chuyện này sao có thể? Tranh cổ trị giá hơn 1 tỷ bị người ta đánh cắp, sao có thể lén lút trả lại được? Lý do này đem ra lừa gạt mấy đứa con nít còn nghe được, thế nhưng người ta rút đơn báo án, cô ta cũng không tiện truy hỏi, hơn nữa cũng không có lý do. Chẳng qua bởi vì điều tra vụ án này mà mấy ngày rồi cô ta không được nghỉ ngơi tốt, trong lòng nghẹn một cục tức, tràn đầy không cam lòng. Nghĩ tới tối hôm qua bản thân cùng Dương Bách Xuyên mai phục bắt cặp đôi đạo tặc, đến rạng sáng cô ta buồn ngủ quá nên đi thuê phòng, còn lại một mình Dương Bách Xuyên tiếp tục theo dõi. Ngày hôm sau cô ta thức dậy thì không thấy Dương Bách Xuyên đâu, quay về cục cảnh sát thì nghe nói công ty đấu giá Triệu Thị rút lại án. Điều này rất bất thường,
Ninh Kha lập tức nghĩ đến Dương Bách Xuyên đã tìm được tranh cổ, đồng thời cũng bắt được cặp đôi đạo tặc. Trước đó gọi điện thoại cho Dương Bách Xuyên thì bị cúp máy, điều này làm cho tâm trạng Ninh Kha càng không thoải mái, giết thẳng đến tận nhà. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Ninh Kha mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát quyến rũ xuất hiện, cảm xúc nhanh chóng bùng nổ, tăng lên gấp bội. Nghe thấy cô ta truy hỏi, anh đau khổ nói, bà cô ơi, xin cô đó, hôm khác tôi sẽ kể chuyện cặp đôi đạo tặc cho cô, hiện tại người tôi không khỏe, cô về trước đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa cố nén đau đớn muốn đóng cửa. Thế nhưng là Ninh lại trợn mắt mắng, đồ khốn Dương Bách Xuyên, có người như anh à. Không nói tới cửa là khách, anh không mời tôi vào nhà uống miếng nước, rõ ràng bây giờ anh đang sinh bệnh, tôi làm bạn bè có thể trơ mắt rời đi được hả? Ninh Kha nói năng hùng hồn, sắc mặt cũng thật sự lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Thế nhưng đối với anh mà nói, mời cô ta vào nhà chẳng khác gì muốn mạng anh, lỡ ngớ còn có thể xảy ra tai nạn chết người. Vì vậy hiện tại anh chỉ hy vọng bà cô hoa khôi cảnh sát này nhanh chóng rời đi, nhưng Ninh Kha đã chặn cửa ra vào lại, muốn vào trong. Bà cô Ninh ơi, người anh em này cầu xin cô đó, cô mau đi đi, tai nạn chết người đấy, tôi không cần cô chăm sóc, đi nhanh lên đi. Dương Bách Xuyên van cầu cô ta, dứt lời vung tay quay lại ghế sofa. Tính tình Ninh Kha lại bướng bỉnh, Dương Bách Xuyên muốn đuổi cô ta về, cô ta càng không muốn đi. Chừng đối phương một cái rồi thuận tay đóng sầm cửa. Thấy vậy, ý nghĩ tự tử cũng xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên, trong lòng không ngừng gào thét, con mẹ nó, cô muốn giết tôi đúng không? Ninh Kha thấy Dương Bách Xuyên cuộn người trên sofa lại càng lo lắng cho anh, trong lòng còn nghĩ có phải anh mắc căn bệnh kỳ quái khó mở miệng nào nên mới không muốn gặp cô ta. Nghĩ đến mạng của mình được Dương Bách Xuyên cứu, hiện tại anh mắc bệnh lạ, cô ta càng không thể bỏ đi. Ninh Kha cởi áo khoác để sang bên cạnh, đến máy đun nước rót một ly cho Dương Bách Xuyên, quan tâm hỏi, Dương Bách Xuyên, có phải anh mắc bệnh lạ gì không? Rốt cuộc anh bị sao vậy, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Cô ta vừa nói vừa cầm ly nước tiến lại gần Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vì khó chịu mà đang cuộn mình nằm sấp trên sofa, nghe Ninh Kha vừa nói vừa lại gần thì hơi ngẩng đầu lên nhìn. Trong đầu ngay lập tức nổ ầm ầm, ánh mắt như sắp bốc lửa. Mũi nóng lên, máu tươi vô thức chảy xuống. Sau khi Ninh Kha cởi áo khoác, bên trong mặc một bộ đồng phục màu trắng, trước ngực căng tròn như sắp nứt nút, dáng vẻ quyến rũ muốn đòi mạng anh. Ninh Kha thấy Dương Bách Xuyên chảy máu mũi thì la lên, a a, mũi anh chảy máu kìa. Có nặng lắm không, tới bệnh viện mau. Dứt lời, cô ta đi tới gần Dương Bách Xuyên đưa tay định dìu anh. Trong mũi Dương Bách Xuyên tràn ngập mùi thơm trên cơ thể Ninh Kha. Lại thêm bị cô ta chạm vào người. Lúc này toàn thân anh bắt đầu run rẩy, chịu đựng một hơi, bà nội, cô là bà nội tôi, cô đi mau lên đi, đừng đụng vào tôi, nếu không tôi ăn sạch cô đấy. Tôi nói này, Dương Bách Xuyên, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Bệnh gì thế? Vẻ mặt Ninh Kha đầy vô tội, ánh mắt vô cùng lo lắng. Cuối cùng Dương Bách Xuyên không nhịn được hét lớn, tôi mẹ nó thì có bệnh gì, không phải bệnh. Chỉ là ăn thuốc C nổi phản ứng. Cô đi mau lên đi, bằng không đợi lát nữa tôi không thể cam đoan không làm ít chuyện không phù hợp cho trẻ con với cô đâu. Dương Bách Xuyên cũng nổi giận rồi, cố ý nói rất nghiêm trọng, thật ra anh không có ý hù dọa cô ta bởi vì dược hiệu của đan tinh long vượt khỏi suy nghĩ anh, dùng chân khí cũng không thể áp chế được. Hiện tại anh chỉ hy vọng Ninh Kha mau chóng rời đi, anh chậm rãi vận chuyển công pháp hóa giải. Thế nhưng bên cạnh lại có một người đẹp mặc đồng phục đang ngồi, như vậy thì sao anh có thể yên tâm nhập định được? Mặt khác, anh cũng không phải là thánh nhân, hiện tại có cách giải quyết tốt nhất, thế nhưng... Anh đã có bạn gái, hơn nữa Triệu Nam từng nói nếu phát hiện anh có người khác sẽ không có quả ngọt để ăn. Dương Bách Xuyên suy đi nghĩ lại, không muốn trêu chọc một người phụ nữ khác. Vì vậy đối mặt Ninh Kha, Dương Bách Xuyên chỉ có thể trái lương tâm làm Liễu Hạ Huệ. Lùi một vạn bước nói, cho dù anh muốn cùng Ninh Kha trải qua một đêm tốt đẹp cũng không muốn xảy ra dưới loại tình huống này. Cô nàng này chính là cảnh sát đấy, lỡ như không nhịn được kéo cô ta lên giường, sau đó chắc chắn cô ta sẽ cầm súng rượt theo anh. Vì vậy Dương Bách Xuyên không dám, cũng không muốn làm chuyện gì với Ninh Kha. Vốn dĩ anh cho rằng sau khi hù dọa một phen, cô ta sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ vừa dứt lời.
bà cô này nhìn chằm chằm anh mấy giây rồi bật cười nói, anh lừa quỷ à? Đừng cho là tôi không biết thuốc C là dành cho phụ nữ, một thằng đàn ông như anh uống loại thuốc này làm gì? Được rồi, anh từng cứu tôi một mạng, hôm nay gặp phải bà đây coi như anh may mắn, dậy dậy, tôi đỡ anh đi bệnh viện. Dương Bách Xuyên thở dài, cô nương này hoàn toàn không tin. Chẳng lẽ muốn anh làm thật? Lúc này dược hiệu của đan tinh long trong cơ thể anh đã lên tới đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma, không có lửa thì sao có khói, thân là tu chân giả cực kỳ nhạy cảm với những thứ này, nháy mắt có thể nhận ra. Hết lần này tới lần khác, Ninh Kha lại đặt tay lên người anh muốn dìu đứng dậy, sức lực của Dương Bách Xuyên đã bị dược hiệu trong cơ thể dày vò đến kiệt sức, Ninh Kha muốn giúp còn chưa đỡ anh dậy được đã ngã xuống người Dương Bách Xuyên. Ui cha, cô ta rên khẽ, âm thanh này chẳng khác gì ma âm với Dương Bách Xuyên. Lần này, trong đầu anh vang lên ầm ầm, trong thân thể như có một đầu mãnh thú đang xông ra khỏi lồng giam. Ánh mắt anh đỏ chót như sắp nhỏ máu, gầm lên một tiếng, lật mình đè Ninh Kha xuống sofa. Anh mặc kệ tất cả, lại giày vò tiếp, anh không bạo thể mà chết cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, trong đầu chỉ còn lại có một suy nghĩ nguyên thủy nhất. Xoẹt xoẹt. A, à, Dương Bách Xuyên, anh muốn làm gì? Đồ khốn khiếp, anh mau buông tôi ra. Ninh Kha sợ hãi, lúc này cô ta nhìn thấy đôi mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng không giống con người mà giống một đầu dã thú hơn. Hiện tại cô ta đã hơi tin tưởng lúc trước anh nói uống thuốc là sự thật. Thế nhưng là, lúc này đã chậm, trước đó cô ta còn ngây thơ cho rằng Dương Bách Xuyên ngã bệnh, hiện tại xem ra đúng thật là bệnh, nhưng là bệnh không phù hợp với trẻ con. Đứng trước sức mạnh của Dương Bách Xuyên, Ninh Kha hoàn toàn không có lực phản kháng, cuối cùng cô ta cam chịu số phận, nhắm hai mắt lại. Không bao lâu sau, trong phòng khách vang lên từng tiếng rên rỉ. Ngày hôm sau, lúc một tia nắng chiếu vào phòng khách, Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra. Nhưng sau một khắc, anh suýt nữa kêu thành tiếng. Giờ phút này, anh trần truồng nằm trên sofa, quan trọng là bên cạnh còn có cảnh sát Ninh Kha cũng đang trần truồng nằm đó. Lại nhìn phòng khách trước mắt như một mớ hỗn độn, trong lòng anh vô cùng chột dạ, suy nghĩ lại một chút, tất cả mọi thứ tối hôm qua đều hiện ra rõ ràng trong đầu. Cái quái gì vậy, đan tinh long hại người sao? Dương Bách Xuyên cười khổ, trong lòng thầm mắng một câu. Nghĩ lại ngày hôm qua, một khắc cuối cùng anh gần như mất đi lý trí, dùng công pháp tu chân được ghi chép trong sách cổ mà sư phụ để lại, tựa như là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cũng may có Ninh Kha xuất hiện, cuối cùng cũng không để cho anh tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hiện tại, sau khi tất cả bình thường trở lại, anh nên đối mặt với Ninh Kha thế nào là một vấn đề nan giải. Nhìn trên mặt cô ta hình còn nước mắt đọng lại, trong lòng Dương Bách Xuyên thấy vô cùng áy náy. Nhưng hôm qua thật sự không thể trách anh mà, chính vào thời điểm quan trọng Ninh Kha lại không tin anh uống thuốc, kết quả. Lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo. Kết quả phát hiện bất kể là quần áo của mình hay là quần áo của Ninh Kha đều biến thành vải vụn, rách nát đến nỗi không thể mặc vào. Anh cầm một tấm chăn lên che trên người và đứng dậy đi tới phòng ngủ, lấy bộ quần áo khác mặc vào rồi đi ra, anh nhìn Ninh Kha đang ngủ say trên sofa, đi tới bên cạnh cô ta nhẹ nhàng ôm cô ta đi vào phòng ngủ. Trên ghế sofa dù sao cũng không thoải mái bằng ngủ trên giường. Sau khi đắp chăn cho cô ta, anh bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này Dương Bách Xuyên không biết là, trên mặt Ninh Kha co rút lại, rút đầu vào trong cha. Chấm chấm chấm. Trong phòng khách, Dương Bách Xuyên nhìn đống hỗn độn trước mắt, anh bắt đầu quét dọn chiến trường. 10 phút sau khi anh thu dọn xong, lại có một vấn đề nan giải đặt ở trước mặt. Đó chính là toàn bộ quần áo của Ninh Kha đều bị anh xé thành vải vụn. Phải đi mua quần áo cho cô ta thôi. Trong nhà anh cũng không có quần áo của phụ nữ. Hơn nữa còn phải mua từ trong ra ngoài, quần áo ngoài thì đã đành, quan trọng là đồ lót sao có thể để một người đàn ông như anh đi mua được chứ. Bối rối một hồi, Dương Bách Xuyên vẫn quyết định đi xuống tầng, không mua thì có thể làm sao bây giờ. Bất kể có phải là cố ý hay là vô tình hay không, hay là bị quỷ thần sai khiến, nhưng sự thật là gạo đã nấu thành cơm rồi. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm cũng là thật. Sau khi xuống lầu, Dương Bách Xuyên lái xe đến trung tâm mua sắm gần nhất, nhăn nhó đi vào một cửa hàng đồ lót nữ. Sau khi vào,
nhân viên bán hàng rất nhiệt tình, mỉm cười hỏi anh có phải muốn mua đồ lót cho bạn gái không? Dương Bách Xuyên chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Nhưng khi nhân viên bán hàng hỏi cần loại kích thước cỡ nào, Dương Bách Xuyên lại há hốc mồm, anh biết của Ninh Kha rất dễ đoán, nhưng cụ thể là kích thước bao nhiêu thì anh không rõ, dứt khoát làm đại gia nói với nhân viên bán hàng, cô lấy mấy bộ số lớn cho tôi đi. Nhân viên bán hàng sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì trong lòng mừng rỡ vì gặp phải đại gia ngu ngốc, mấy bộ ư. Ha ha, hai bộ cũng là mấy bộ, chín bộ cũng là mấy bộ. Chỉ trong chớp mắt, nhân viên bán hàng nhét vào trong tay Dương Bách Xuyên cả chín bộ, cười híp mắt nói, thưa ngài, tôi đã đóng gói cho ngài mấy bộ cỡ vừa, lớn và cực lớn, mời ngài đến quầy thu ngân tính tiền. Bản thân Dương Bách Xuyên đối với chuyện một người đàn ông như mình lại đi vào cửa hàng quần áo nữ mua đồ lót rất mất tự nhiên, cho nên mấy bộ mà nhân viên bán hàng đưa anh cũng không hỏi nhiều mà cầm lấy rồi đến quầy thu ngân tính tiền. Anh chàng tốt bụng vừa tính tiền 9 bộ đồ lót thật sự mất 11 vạn, đây đã là giảm giá rồi. Hơn 10 vạn đối với Dương Bách Xuyên hiện tại cũng không nhiều, trước kia ở trường học, anh cũng từng nghe đồ lót của phụ nữ rất đắt, nên cũng không thèm để ý, sau khi quẹt thẻ lại chạy ra ngoài như chạy trốn. Cuối cùng lại mua cho Ninh Kha 3 bộ quần áo, tiêu xài hết 9 vạn, cuối cùng cũng mua đủ từ trong ra ngoài rồi. Ra khỏi trung tâm mua sắm, anh đi đến siêu thị mua một ít thức ăn, chuẩn bị về nhà nấu cơm, tính toán thời gian hôm nay đúng vào cuối tuần nên anh cũng không cần lo lắng có nên đi làm hay không. Sau khi về đến nhà, vừa mở cửa ra, anh phát hiện Ninh Kha đang mặc một bộ đồ thun của mình, tóc ướt sũng thoạt nhìn hình như vừa mới tắm xong, trong ngực còn ôm con trồn và hầu đậu đậu ngồi trên sofa xem TV. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên có chút xấu hổ nói, sao em không ngủ thêm một lát đi? Sắc mặt Ninh Kha đỏ lên, sau đó căng mặt lạnh lùng nói, tôi cũng không phải heo 10 giờ còn ngủ. Nghe được giọng nói Ninh Kha lạnh như băng, trong lòng Dương Bách Xuyên rất khổ sở, anh sợ Ninh Khố sẽ tính sổ anh sau khi tỉnh lại, bây giờ thoạt nhìn tình huống hiện tại quả nhiên không ổn rồi. Ngay sau đó, Ninh Kha lại nói, thế nhưng vừa mở miệng suýt chút nữa đã làm cho Dương Bách Xuyên ngã xuống. Chỉ nghe giọng điệu của cô ta tràn ngập khí lạnh nói, Dương Bách Xuyên, anh biết cưỡng bức một cảnh sát hình sự có tội danh lớn cỡ nào không? Mặt Dương Bách Xuyên sạm lại xấu hổ, trong lòng cũng sợ hãi, nhưng anh biết lúc này không thể đấu võ mồm với Ninh Kha, chỉ có thể nhỏ nhẹ với cô ta. Anh đi đến bên cạnh Ninh Kha cười ha ha nói, à, tôi có đến trung tâm thương mại mua quần áo cho cô, cũng không biết cái nào phù hợp nên mua hẳn mấy bộ, anh đi thử xem, để tôi nấu cơm cho cô. Ninh Kha vốn còn muốn mắng Dương Bách Xuyên, thế nhưng nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trong tay anh, thì ra là đi ra ngoài mua quần áo cho cô ta. Trước đó, sau khi thức dậy, cô ta lại phát hiện Dương Bách Xuyên không có ở đây, còn tưởng rằng tên khốn khiếp này sợ tội nên bỏ trốn, cô ta trách lầm anh rồi. Nghĩ tới đây, tức giận trong lòng thoáng tiêu tan một chút, hiện tại đúng là cô ta rất cần quần áo. Nghĩ tới đêm qua tên khốn khiếp này thô bạo xé rách tất cả quần áo của cô ta, Ninh Kha tức giận đồng thời cũng không khỏi đỏ bừng mặt. Lần đầu tiên của cô ta đã không còn nữa rồi, đã bị tên Dương Bách Xuyên khốn khiếp này cướp đi trong lúc mơ màng, điều này khiến trong lòng cô ta rất khó chịu, nếu như giờ khắc này có súng lục ở đây cô ta nhất định sẽ bắn chết tên khốn khiếp này. Trong lòng nghĩ hừ lạnh, cô ta cầm lấy túi quần áo trong tay Dương Bách Xuyên muốn vào phòng ngủ thay quần áo. Nhưng vừa mới khẽ cử động đã nhịn không được kêu lên một tiếng, sụi lơ trên sofa, lúc tắm rửa. Cô ta nhìn thấy ở chỗ nào đó đã vô cùng sưng đỏ. Đều tại tên khốn khiếp này, đêm qua chắc chắn chính là hiện thân của dã thú, làm tới làm lui đến 11 lần, mới 3 lần thôi cô ta đã ngất đi rồi. Ninh Kha mắng thầm trong lòng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ mặt Ninh Kha trắng bệch, bộ dáng rất đau đớn, vội vàng đi đỡ cô ta và nói, cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Ninh Kha nghe được Dương Bách Xuyên hỏi như thế, trong lòng lại càng tức giận. Trừng mắt nguyền rủa nói, tên khốn khiếp Dương Bách Xuyên, anh không phải là người. Chậc, tôi đã làm gì chứ? Dương Bách Xuyên bày ra vẻ mặt vô tội. Tối hôm qua, Ninh Kha tức giận suýt chút nữa lỡ lời, vội vàng dừng lại. Nhưng lúc này, Dương Bách Xuyên đã đại khái hiểu được, thấy giờ phút này một tay cô ta ôm bụng, trong nháy mắt lại hiểu được, thì ra là. Khụ khụ, tối hôm qua chuyện kia làm cho cô. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên xấu hổ ho khan,
mặt đỏ lên, lúc này anh đột nhiên ôm lấy Ninh Kha. Đồ khốn khiếp, anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra đi. Ninh Kha bị Dương Bách Xuyên ôm lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng anh lại nổi lên thú tính, cô ta thật sự sợ hãi, vội vàng kêu to. Nhưng sắc mặt Dương Bách Xuyên cũng đột nhiên trầm xuống, bá đạo đánh một cái vào mông cô ta và nói, đừng làm loạn nữa, tôi đưa cô vào phòng ngủ trị bệnh. Lần này dọa Ninh Kha có chút tủi thân, lại có chút đau, cuối cùng vẫn không dám ầm ĩ nữa, cô ta cũng hiểu y thuật của Dương Bách Xuyên đích thật là không tệ, có lẽ thật sự có thể giúp cô ta giảm bớt đau một chút, quá đau thì đi lại cũng khó khăn, vừa rồi lúc tắm rửa cô ta cũng đau đến rơi nước mắt. Sau khi Dương Bách Xuyên bế Ninh Kha vào phòng ngủ và đặt cô ta lên giường, anh lật bàn tay một cái thì hiện ra một viên đan tôi thể đã luyện chế xong ngày hôm qua, chia làm hai nửa, anh lấy một nửa đưa cho Ninh Kha và nói, há miệng nuốt vào. Ninh Kha là cảnh sát hình sự thường xuyên bắt giữ tội phạm, đan tôi thể có thể gia tăng thể chất của cô ta, Dương Bách Xuyên sợ là nếu dùng cả một viên thì cô ta sẽ không chịu nổi nên chỉ đưa cô nửa viên. Anh nghĩ đợi lát nữa dùng chân khí giúp cô ta hóa giải, có thể nhanh chóng giảm bớt đau đớn trên cơ thể cô ta. Nhìn viên thuốc Dương Bách Xuyên lấy ra, Ninh Kha có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, cô ta theo bản năng há miệng, lập tức bị Dương Bách Xuyên nhét vào trong miệng. Đây là... Đừng nói gì hết, nếu cô đã biết sự tồn tại của võ cổ giả, hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một đoạn khẩu quyết tâm pháp, cẩn thận niệm theo tôi, không được có tạp niệm nào khác. Thật ra Dương Bách Xuyên đã lật ra một bộ công pháp tu chân tên là Tử Hà Quyết ở trong đầu, chuẩn bị hôm nay nhân cơ hội dẫn dắt Ninh Kha tu chân, đương nhiên lúc cho cô ta chỉ có thể nói là tâm pháp võ công để tránh phiền phức, dù sao Ninh Kha cũng biết sự tồn tại của võ cổ giả. Nghe được lời nói nghiêm túc của Dương Bách Xuyên, Ninh Kha hơi ngẩn người, đích thật cô ta có biết về võ cổ giả, hơn nữa gia tộc của cô ta cũng có người là cổ võ giả chân chính. Từ nhỏ cô ta đã ước ao được người chị gái trong tông môn thần bí Trung Quốc nhận làm đệ tử để có thể tu luyện cổ võ, chỉ tiếc cô ta không có duyên phận đó. Hôm nay nghe Dương Bách Xuyên lại nói muốn truyền thụ tâm pháp tu luyện cho cô ta, nhất thời khiến lòng Ninh Kha dao động. Chỉ lúc Dương Bách Xuyên ngồi ở trên giường, dán hai tay ở sau lưng cô ta, Ninh Kha lập tức cảm nhận được dòng nhiệt nóng xuất hiện trong cơ thể. Ngay sau đó lại nghe được Dương Bách Xuyên dặn dò lần nữa, niệm theo tôi. Không được có tạp niệm tử khí đông lai, mặt trời mọc đầy trời, vũ nội chu thiên, thập phương thiên địa. Nghe được những lời Dương Bách Xuyên đọc ra khỏi miệng, Ninh Kha đột nhiên cảm giác tâm trí đều yên tĩnh lại, cũng niệm theo Dương Bách Xuyên. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Bách Xuyên có chút suy yếu mở hai tròng mắt ra, hai tay đặt sau lưng Ninh Kha buông xuống. Mà Ninh Kha cũng lập tức mở hai mắt, giờ phút này cô ta cảm giác cả người thoải mái khó tả. Trong bụng có một dòng khí lưu động trong cơ thể. Chẳng lẽ đây là nội lực của võ cổ giả trong truyền thuyết? Cô ta nói thầm trong lòng. Vừa quay đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi Dương Bách Xuyên, giờ khắc này, trong lòng Ninh Kha đột nhiên có chút ngọt ngào, lại nhìn Dương Bách Xuyên thêm lúc nữa, trong lòng cũng không còn tức giận anh nhiều. Mặc dù cô ta không hiểu lắm về võ cổ giả, nhưng cũng biết Dương Bách Xuyên chắc là cao thủ về mặt này. Hơn nữa hiển nhiên là nửa viên thuốc mà trước đó Dương Bách Xuyên cho cô ta dùng là thứ tốt. Thậm chí anh giúp đỡ cô ta, dẫn dắt cô ta bước vào hàng ngũ võ cổ giả. Đây là điều mà cô ta luôn tha thiết ước mơ từ nhỏ, hiện giờ dưới sự trợ giúp của Dương Bách Xuyên, ước mơ đã trở thành hiện thực. Từ nay về sau không cần hâm mộ chị gái nhà bác cả nữa, không cần ở trong lễ đại thọ hàng năm của bà cố, núp ở phía sau chị gái làm kẻ hèn nhát nữa. Ninh Kha cô cũng trở thành võ cổ giả rồi. Mặc dù là sau khi bị mất lần đầu tiên vào đêm qua và trở thành võ cổ giả, nhưng mà, Dương Bách Xuyên. Thật ra, tên khốn khiếp này cũng không phải quá xấu, tối hôm qua chỉ là cẩn thận nhớ tới cũng không trách được anh. Trong đầu Ninh Kha nghĩ vậy. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sắc mặt Ninh Kha, sau đó lại nhìn một lớp dầu mỡ trên cỏ cô ta, anh đột nhiên có chút muốn cười, nói ra cô cảm giác thế nào. Cô đã nhớ kỹ hết khẩu quyết tôi dạy cho cô chưa? Nhớ kỹ rồi, một chữ cũng không sai. Ninh Kha gật đầu, giọng nói cuối cùng cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên nghe được cô rất tức giận, trong lòng nảy ra lá gan, lập tức hỏi, vậy cô xem có thể đi lại thuận tiện chưa? Ninh Kha bị Dương Bách Xuyên hỏi như vậy, sắc mặt đỏ bừng, giọng điệu như ruồi muỗi nói, hiện tại thì tốt rồi, không đau nữa. Khụ khụ.
vậy thì tốt rồi, tôi đi lấy quần áo cho cô mau đi tắm rửa đi ha ha. Dương Bách Xuyên từ trên giường nhảy xuống, vừa nói vừa đi ra ngoài. Ninh Kha vẫn chưa kịp phản ứng Dương Bách Xuyên bảo cô ta tắm rửa là có ý gì, liền nhìn thấy Dương Bách Xuyên cười đi vào, trong tay mang theo một đống lớn quần áo. Cũng không biết có hợp hay không, dù sao các loại ớt đều có cô thử xem, tôi đi ra ngoài trước. Dương Bách Xuyên nói xong thì xoay người đi ra phòng ngủ, thuận tay đóng kín cửa phòng. Thế nhưng sau một khắc phòng ngủ lại truyền đến một tiếng thét chói tai của Ninh Kha. A! Dương Bách Xuyên nghe được nhưng nàng không có khẩn trương, cười ha ha đi vào phòng bếp nấu cơm. Bởi vì anh biết giờ phút này Ninh Kha thét chói tai là vì cái gì, là sau khi đan tôi thể để rèn luyện thể chất, trong cơ thể bài tiết ra một lớp độc tố, đây là chuyện tốt. Nhưng đối với con gái mà nói, người thấy mùi tanh hôi thối trên người mình chính là chuyện lớn không thể chịu nổi, cho nên chuyện cô ta thét chói tai là rất bình thường. Nhìn thấy thời gian vậy mà đã đến 5 giờ chiều, anh dẫn dắt Ninh Kha tu luyện, thấm thoát đã trôi qua một ngày rồi. Nhưng trải qua một ngày khai thông, Dương Bách Xuyên dùng chân khí cộng thêm nửa viên đan tôi thể, còn có lần trước lúc anh cùng Ninh Kha bị hai gã tội phạm bắt cóc, sau đó cô ta bị thương, Dương Bách Xuyên cũng cho cô ta dùng một viên đan tạo hóa sinh cơ, tác dụng của thuốc vẫn còn sót lại trong cơ thể cô ta, cuối cùng cũng thành công khai thông kinh mạch tu chân trong cơ thể cô ta. Hiện tại trong cơ thể Ninh Kha đã sinh ra chút chân khí, chỉ cần cô ta cố gắng tu luyện một chút chân khí này, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào luyện khí kỳ tầng 1, tu chân chính thức nhập môn. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết Ninh Kha chỉ coi dòng khí lưu chuyển này là nội lực của võ cổ giả, dù sao anh cũng không định giải thích cho cô ta, bây giờ nói cho cô ta biết vẫn còn quá sớm, chờ sau này có cơ hội rồi nói sau. Dù sao, sự tồn tại của các võ cổ giả ở Trung Quốc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kế tiếp Dương Bách Xuyên sẽ chuẩn bị dẫn dắt Triệu Nam, Lâm Hoan và em gái Dương San San cũng bước vào giới tu chân. Triệu Nam và em gái Dương San San của anh đã từng dùng thuốc sắt trong canh cá rồng cộng thêm đan tạo hóa sinh cơ nên đã được nâng cao thể chất bọn họ đã có thể chịu đựng được sự lưu chuyển của chân khí. Sau này nếu có thể, anh còn muốn dẫn dắt cả Viên Kim Phượng và Âu Dương Ngọc Thanh vào giới tu chân, đầu tiên phải đem lại lợi ích cho người thân và bạn bè thân thiết trước. Còn mấy người bạn bè bình thường khác thì lần lượt truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu chân. Chấm chấm chấm. Trong phòng ngủ, Ninh Kha nhìn trên người mình có một lớp dầu mỡ tanh hôi, cô ta hét lên một tiếng chói tai, véo mũi bắt đầu lực chọn một bộ thích hợp có thể mặc từ trong đống quần áo mà Dương Bách Xuyên mua, cô ta phải mau chóng đi tắm rửa, thật sự không thể chịu đựng được. Chưa bao giờ nghĩ tới trên người cô ta sẽ xuất hiện một lớp bụi bẩn như vậy. Lúc này cô ta cũng hiểu được vì sao trước đó Dương Bách Xuyên lại nhìn mình cười một cách kỳ quái, rồi còn bảo cô ta đi tắm rửa, cô ta còn buồn bực tại sao lúc nãy mình mới tắm rửa xong mà Dương Bách Xuyên còn bảo cô ta đi tắm, thì ra là trên người xảy ra vấn đề. Tên khốn khiếp này, không sớm nói cho tôi biết, cô đứng mắng chửi Dương Bách Xuyên một câu, Ninh Kha cũng hiểu lớp dầu mỡ bụi bẩn trên người có thể là do Dương Bách Xuyên tu luyện sinh ra. Từng chiếc váy được đổ ra. Sau đó là mấy bộ đồ lót. Nhìn những bộ đồ lót này, sắc mặt Ninh Kha đỏ bừng như quả táo đỏ. Một khắc nào đó cô ta đột nhiên phì cười, cô ta có thể tưởng tượng được Dương Bách Xuyên sẽ xấu hổ quẫn bách cỡ nào khi một người đàn ông như anh lại phải đến một cửa hàng mua đồ lót nữ. Sau khi đổ hết đống đồ lót ra, Ninh Kha nhìn thấy một tờ hóa đơn. Cầm lấy nhìn, cô ta lập tức trợn tròn hai mắt. 9 bộ đồ lót mà tận 11 vạn. Cô ta lập tức lục lọi tìm tờ hóa đơn trong túi quần áo, phía trên là số tiền 9 vạn. Giờ khắc này, trong lòng Ninh Kha đột nhiên hơi xúc động. Anh ta vậy mà lại bỏ ra 20 vạn để mua quần áo cho mình. Cô ta ngơ ngác nhìn tờ hóa đơn tự lẩm bẩm, tuy rằng 20 vạn cũng chỉ con số không đáng kể với gia đình cô, nhưng vẫn cần phải lấy từ trong nhà. Từ nhỏ, Ninh Kha đã rất hiếu thắng vì nhà mình không thiếu tiền. Nhưng cô ta lại thích tiêu tiền mình kiếm được, không thích đòi tiền của gia đình để tiêu. Bộ đồ lót đắt nhất trên người cô ta kể từ sau khi đi làm cũng chỉ hơn 800 đồng, còn là cô ta cắn răng mua. Còn bây giờ thì sao? Nhìn tờ hóa đơn cộng lại là 20 vạn, nội tâm của Ninh Kha có chút không thể bình tĩnh. Tuy rằng một người thích một người khác không thể dùng tiền để đo lường, nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh chịu chi rất nhiều tiền vì cô ta.
đó là điều mà cô ta quan tâm lúc này. Nói không cảm động là giả, sâu trong nội tâm của Ninh Kha có chút dao động. Tên khốn khiếp, có phải đang chuộc tội không đây? Trong miệng cô ta lẩm bẩm mắng chửi, nhưng trên mặt đã có ý cười. Bất chi bất giác cô ta ngâm nga một khúc nhạc ngọt ngào, chọn một bộ đồ lót và một bộ quần áo ngoài áo rồi cầm lấy, Ninh Kha đi ra khỏi phòng ngủ. Không phát hiện Dương Bách Xuyên ở phòng khách thở ra một hơi, đi về phía phòng bếp. Nửa tiếng sau, Ninh Kha mặc quần áo Dương Bách Xuyên mua đi ra, trên mặt mang theo sự vui vẻ mà ngay cả bản thân cô ta cũng không biết. Vừa đi ra đã thấy Dương Bách Xuyên mặc tạp dề từ phòng bếp bưng hai đĩa thức ăn đi ra. Cảnh tượng này làm cho Ninh Kha có chút khó hiểu, không nghĩ tới Dương Bách Xuyên lại còn biết nấu cơm. Mà Dương Bách Xuyên thì nhìn thấy Ninh Kha tóc ướt sũng đi ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một bộ váy dài màu trắng mà anh mua. Bản thân cô ta đã cao sẵn rồi, cao 1m71, mặc váy dài có thể khoe rõ từng đường nét xinh xắn trên vóc người của cô ta, váy nhìn qua rất vừa vặn. Dương Bách Xuyên nhìn Ninh Kha kìm lòng không được nuốt nước bọt, giờ khắc này, tóc Ninh Kha xõa ngang vai, làn da trắng nõn hồng hào, ánh mắt to tròn, hơn nữa lồng ngực nóng bỏng, đường cong hình chữ S. Thật sự là quá mê người, anh nhìn cô ta đến ngây ngẩn. Bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, sắc mặt Ninh Kha đỏ lên, trong lòng lại rất ngọt ngào, cô gái kia không hy vọng được đàn ông thèm khát ư. Nhìn Dương Bách Xuyên, cô ta trừng mắt nói, nhìn cái gì đấy? Lời nói đang trách tội nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. Chật quá đẹp, Dương Bách Xuyên ngơ ngác nói, sau đó mới phản ứng lại, sợ tính tình Ninh Kha nóng nảy lại tức giận nữa. Anh vội vàng nói, à đúng rồi, cơm nước tôi vừa mới làm xong rồi, mau tới đây ăn cơm đi. Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn qua, lại thấy trong mắt Ninh Kha cũng có chút buồn cười, anh mỉm cười đi tới, cô ta đúng là đã đói chết rồi, nhìn bên ngoài sắc trời đã hoàng hôn, lăn lộn cả ngày cũng chưa có ăn cơm. Đi qua thấy Dương Bách Xuyên làm một bàn đồ ăn, làm cho bụng Ninh Kha kêu ủng ục không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng bản thân cô ta cũng không phải là người hay ngại ngùng mà là người có tính cách dứt khoát, nên không thèm khách sáo với Dương Bách Xuyên mà lập tức ngồi xuống ăn cơm. Vừa quay đầu lại, cô ta ngửi thấy một mùi hương rất thơm, là mùi cá, nhìn thấy trong tay Dương Bách Xuyên bưng một tô canh cá lớn. Cô ta nhìn không được hỏi, đây là canh cá gì mà thơm quá đi. Dương Bách Xuyên cười ha ha, tháo tạp dề ra và nói, quê chúng tôi có một loại cá gọi là cá rồng hoang dã. Nghe nói là mụ phù thủy già từ Hy Thái hậu kia sau khi ăn xong loại cá này đã ban cho nó cái tên là cá rồng, nếm thử đi. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Ninh Kha rất muốn ăn thử. Nửa tiếng đồng hồ, Ninh Kha cảm thấy thỏa mãn, một mình cô ta uống hết hơn phân nửa canh cá rồng, thật sự rất ngon, tâm trạng cô ta rất tốt, thuận miệng nói với Dương Bách Xuyên, lần sau tôi muốn ăn tiếp, anh phải làm cho tôi. Dương Bách Xuyên vừa nghe cô ta nói vậy, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm, xem ra cô gái này đã bớt giận rồi, anh cười ha ha và nói, không thành vấn đề, chỉ cần cô muốn uống tôi có thể làm cho cô bất cứ lúc nào. Nói xong, anh lại hỏi, vậy, cô không tức giận nữa chứ? Hừ, còn phải xem thái độ của anh rồi nói sau. Ninh Kha ra vẻ tức giận quay đầu lại. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô ta xoay lưng ra đằng sau, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, lập tức ôm lấy cô ta. Ninh Kha phản kháng như có như không mà đi vào phòng ngủ. Ngay lập tức, trong phòng tràn ngập cảnh xuân, tất cả đều là âm thanh tuyệt vời. Lại một đêm trôi qua, Ninh Kha trong phòng ngủ quấn lên người Dương Bách Xuyên như bạch tuộc. Mặt trời dọi qua cửa sổ chiếu vào mặt, hai người lần lượt tỉnh giấc. Ninh Kha nhìn Dương Bách Xuyên, vẽ vòng vòng lên ngực anh, nếu anh dám phụ lòng em thì em sẽ bắn chết anh. Khụ khụ, không đâu không đâu. Dương Bách Xuyên cười gượng vài tiếng, liên tục đảm bảo. Với hiểu biết của anh về Ninh Kha thì cô nàng thật sự có thể làm ra chuyện này. Nghĩ mà nhức đầu. Sau một đêm phóng túng, giữa hai người không còn khoảng cách, Ninh Kha không còn giận dỗi Dương Bách Xuyên nữa. Mà Dương Bách Xuyên cũng rất có thiện cảm với Ninh Kha. Anh nhớ lại tối qua cô nàng chủ động quả là cực phẩm, nhưng cuối cùng vẫn bị anh đánh tơi tả, treo cờ trắng đầu hàng. Hai người đã làm ổ ở nhà ngày một đêm không đi ra ngoài, Ninh Kha cũng không về đồn cảnh sát, hôm nay thức dậy cô ta nhất định phải trở về báo tin. Trước khi đi,
Ninh Khả đỏ mặt hôn lên mặt Dương Bách Xuyên rồi mới cười khanh khách rời đi. Dương Bách Xuyên vuốt ve gương mặt được cô ta hôn, cứ cười khúc khích mãi. Sau khi rời giường, anh cho con trồn và hầu đậu đậu ăn, tiếp đó chuẩn bị đến chợ bán dược liệu để bổ sung dược liệu vì trong không gian bình càn khôn không còn nhiều lắm. Anh lái xe đến chợ bán dược liệu mua một lèo hơn 20 vạn dược liệu. Tin nhắn trong điện thoại thông báo số dư trong thẻ ngân hàng, không ngờ anh chỉ còn chưa đầy 100 vạn. Đây là lợi nhuận nhà họ Liễu gửi tới lần trước. Dương Bách Xuyên nhẩm tính thời gian thì thấy đan chú nhan cung cấp cho nhà họ Liễu không còn nhiều. Vốn dĩ anh định tiếp tục luyện chế rồi gửi sang bên ấy, vì mấy ngày trước Liễu Sơn Hải đã nhắn tin nói đan chú nhan không đủ, thúc giục đòi hàng. Nhưng sau khi trở về anh bận tìm tranh cổ giúp Triệu Nam nên không có thời gian luyện chế. Bây giờ nghĩ kỹ, anh cảm thấy sau này mình sẽ ngày càng bận rộn, nói không chừng ngày nào đó anh đi xa dẫn tới nhà họ Liễu hết hàng, như vậy thì không tốt, cũng không phải kế lâu dài. Vì thế, Dương Bách Xuyên nghĩ ra một cách, anh có thể kéo Liễu Sơn Hải cùng kiếm tiền đúng không? Hiện giờ công ty Vân Kỳ đã có nền móng, sản xuất rượu Cố Nguyên thành công. Mà đan chú nhan cũng có thể sản xuất hàng loạt, chỉ bằng anh giao đan chú nhan cho Lưu Tích Kỳ sản xuất, vậy thì nhà họ Liễu không cần lo lắng về vấn đề nguồn cung nữa. Hai bên có thể hợp tác sâu hơn, cũng xem như là anh báo đáp ân tình hồi trước của Liễu Sơn Hải. Thế là Dương Bách Xuyên lập tức gọi điện cho Liễu Sơn Hải. Cuộc gọi được kết nối, tiếng cười sang sảng của Liễu Sơn Hải vang lên, ha ha, Bách Xuyên à, chờ một cuộc điện thoại của cháu khó thật đấy. Dương Bách Xuyên nghe thấy câu nói đùa của Liễu Sơn Hải, ít nhiều gì cũng hơi lúng túng. Dù sao cũng là anh không hồi âm, không liên lạc với người ta, anh nghe ra Liễu Sơn Hải có ý trách móc trong điện thoại. Anh vội vàng lên tiếng, xin lỗi chú Liễu, cháu cũng mới trở về 2-3 ngày thôi, có điều cứ bận chuyện nọ chuyện kia nên hôm nay mới gọi lại cho chú. Cháu đang định tìm chú để xin lỗi đây, bây giờ chú đang ở công ty sao? Cháu đến tìm chú nhé. Liễu Sơn Hải ở đầu dây bên kia nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, không trách anh nữa. Ông ta mỉm cười đáp, hôm nay chú ở nhà, cháu đến thẳng đây đi, chú ở nhà chờ cháu, vừa hay dùng bữa luôn. Từ khi Linh Linh đi, cháu không đến nhà chú nữa. Nghe Liễu Sơn Hải nhắc tới Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên cũng hơi nhớ cô. Dương Bách Xuyên rất cảm kích Liễu Linh Linh và ba cô Liễu Sơn Hải. Hồi ấy anh điều chế ra đan chú nhan, ba con Liễu Sơn Hải đã giúp anh tiêu thụ, khoản tiền đầu tiên cũng là ông ta chuyển cho. Mặc dù đan chú nhan không lo đầu ra, nhưng chuyện gì cũng vạn sự khởi đầu nan. Vì vậy có thể nói đối với Dương Bách Xuyên, sự hỗ trợ của nhà họ Liễu chính là ân tình. Thậm chí căn nhà anh đang ở cũng là Liễu Sơn Hải tặng. Huống chi anh và Liễu Linh Linh còn là bạn cùng lớp, giữa hai bên còn có mối quan hệ mập mờ. Hồi trước Liễu Linh Linh từng ám chỉ cô thích anh, sao anh lại không biết chứ? Có điều lúc đó Dương Bách Xuyên không nghĩ đến chuyện này, bởi vì Liễu Linh Linh từng nói muốn xuất ngoại, mà anh thì đang ở giai đoạn tốt nghiệp, không có gì ổn định. Nhưng bây giờ khác rồi, tu vi của đã thăng cấp, anh có nhà, có việc làm. Dương Bách Xuyên miên man suy nghĩ, bất chi bất giác đã lái xe đến nhà họ Liễu. Từ xa anh đã trông thấy quản gia nhà họ Liễu là bác Phúc đứng chờ ở cổng, điều này làm anh rất cảm động. Bất kể có phải là vì lợi ích hoặc điều gì khác hay không, nhà họ Liễu vẫn đối xử với anh rất tốt, rất lễ độ. Dương Bách Xuyên xuống xe, vội vàng đi tới nói, bác Phúc, sao bác lại đích thân ra đây? Dương Bách Xuyên gọi bác Phúc làm ông cụ rất vui vẻ, liên tục nói đó là việc nên làm, sau đó trò chuyện xã giao vài câu rồi dẫn Dương Bách Xuyên vào nhà. Nhà họ Liễu không có gì thay đổi, vẫn lớn như vậy. Thật ra Dương Bách Xuyên rất thèm muốn một ngôi biệt thự thế này, thầm nghĩ hay là mình bán đan dược trong hội đấu giá lần này rồi mua một căn. Dù sao cũng phải là căn nhà có sân, bất kể có phải biệt thự hay không, yêu cầu đầu tiên là môi trường giản dị, thân thiện. Anh cảm thấy luyện đan ở khu chung cư không ổn lắm, cần phải có một phòng luyện đan và phòng luyện công chuyên biệt mới được. Và lại một thời gian nữa em gái anh sẽ lên đại học. Khu chung cư anh đang sống hơi xa trường. Dương Bách Xuyên đi vào cổng, từ xa đã trông thấy Liễu Sơn Hải ngồi dưới giàn nho trong sân uống trà một mình. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ông ta mỉm cười gọi, cháu trai mau đến đây. Dương Bách Xuyên đi đến chào hỏi, cháu chào chú Liễu.
ngồi đi, mấy hôm trước chú đến phía Nam công tác được một người bạn tặng một cân trà phổ nhĩ. Cùng nếm thử nào, chú biết cháu sắp tới nên mới lấy ra chờ cháu đấy, ha ha. Cảm ơn chú Liễu, thật ra cháu không hiểu trà cho lắm. Dương Bách Xuyên ngồi xuống, mỉm cười đáp lời. Liễu Sơn Hải pha cho Dương Bách Xuyên một tách trà, vừa cười vừa nói Trung Quốc là quê hương của trà. Nghe nói người tộc Hán bắt đầu uống trà từ thời Thần Nông, ít nhất cũng có hơn 4.700 năm lịch sử. Đàm trà luận đạo không ai dám nói mình hiểu thấu triệt, bởi vì văn hóa văn minh ẩn chứa trong trà đạo Trung Quốc quá thâm sâu. Trà đạo là nghệ thuật thưởng thức trà. Trong Bách Trà Liên, tác giả Tại Thiên viết rằng, trà đạo khởi nguồn từ Trung Quốc, hưng thịnh ở Nhật Bản. Hoàng gia có trà đạo của hoàng gia, dân chúng có trà đạo của dân chúng, tục có trà đạo của tục, thiền có trà đạo của thiền, đạo gia có trà đạo của đạo gia, cực kỳ đa dạng. Tóm lại, nghệ thuật thưởng trà khác nhau ở từng đối tượng, được quyết định bởi thẩm mỹ quan của mỗi người. Trà đạo là quan niệm của người thưởng trà được xây dựng trên sự vật khách quan nhất định. Nó là nhận thức luận của người thưởng trà, cũng là phương pháp luận và thế giới quan của người thưởng trà. Tống Huy Tông Triệu Cát là một người thích uống trà. Ông cho rằng nhâm nhi hương vị của trà có thể giúp con người trở nên thư thái và tĩnh lặng, vô cùng thú vị, trà mang nét nho nhã của vùng Chiết Giang Phúc Kiến và sự khéo léo của vùng Trung Sơn. Rửa bẩn loại cạn, giữ lại tinh hoa, không phải người bình thường có thể hiểu được. Thật ra trà kinh của thần trà Lục Vũ thời Đường có giới thiệu khái quát về trà đạo. Nếu có thời gian thì cháu hãy đọc thử. Uống trà không chỉ nếm hương vị, mà còn suy ngẫm nhân về cuộc đời. Giới trẻ các cháu không thích uống trà, chỉ thích cà phê các thứ, chú uống không quen. Uống trà thì khác, chú cho rằng thanh niên càng nên uống trà, cho dù có hiểu được ý cảnh trong đó hay không, uống lâu dài cũng tốt cho sức khỏe. Lá trà có tác dụng thanh nhiệt, uống nhiều có lợi. Ha ha, không nói đến chuyện này nữa. Từ lúc Linh Linh đi, ông già này cảm thấy cô đơn quá đỗi, vừa túm được cháu liền lải nhải. Sau này cháu phải thường xuyên đến nhà ngồi chơi nhé. Chú chỉ có một đứa con là Linh Linh, mẹ con bé qua đời sớm, chú già rồi nhưng không thích yên tĩnh giống người khác mà lại thích náo nhiệt chút. Chú thích nhất là thanh niên độ tuổi các cháu đó, ha ha. Quả thật hôm nay Liễu Sơn Hải nói hơi nhiều, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ có lẽ đúng như đối phương nói, ông ta rất cô đơn. Đồng thời Dương Bách Xuyên cũng nghe ra Liễu Sơn Hải bảo anh thường xuyên đến nhà chơi cũng là lời thật lòng, ông ta thật sự coi anh là cháu trai. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất cảm động. Sau khi nghe Liễu Sơn Hải giảng về trà đạo, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất có lý, bởi vì những lĩnh ngộ trong tu luyện mà sư phụ chỉ dạy anh có nhiều chỗ tương tự trà đạo mà Liễu Sơn Hải vừa giảng giải. Anh cảm thấy đầu óc thông suốt, dường như ý cảnh bỗng được khai sáng. Xem ra lúc nào rảnh anh phải đọc trà kinh và uống trà mới được. Văn hóa trà đạo Trung Quốc uyên thâm phong phú đúng như Liễu Sơn Hải nói. Mọi người đều bảo trà đạo Nhật Bản phổ biến, nhưng sự thật chẳng phải là văn hóa trà đạo ăn cắp từ Trung Quốc hay sao, nguồn gốc vẫn là của Trung Quốc. Dương Bách Xuyên nhìn Liễu Sơn Hải, nghiêm túc nói, cảm ơn chú Liễu đã chỉ dạy, cháu nghe mà nhận được nhiều điều. Chú yên tâm, sau này cháu sẽ thường xuyên đến nhà quấy rầy chú. Ha ha, thế thì tốt, chú chưa bao giờ xem cháu là người ngoài. Đã nói thì phải giữ lời đấy, sau này cháu không đến thì chú sẽ tức giận. Liễu Sơn Hải mỉm cười. Hai người tán gẫu vài câu, sau đó Dương Bách Xuyên nói sang chuyện khác, chú Liễu, thật ra hôm nay cháu đến đây vì chuyện đan chú nhan. Dương Bách Xuyên nói đến đây, Liễu Sơn Hải giật mình thấy rõ, sau đó ra hiệu cho anh nói tiếp. Dương Bách Xuyên dừng lại giây lát rồi chậm rãi cất lời. Lời nói ra khiến Liễu Sơn Hải chấn động. Có lẽ sau này cháu không luyện chế đan chú nhan nữa, hôm nay cháu đến đây là muốn tặng chú Liễu công thức điều chế đan chú nhan. Lúc đến đây, Dương Bách Xuyên còn định hợp tác với nhà họ Liễu, hai bên cùng có lợi. Nhưng sau khi gặp Liễu Sơn Hải, anh đã đổi ý. Dương Bách Xuyên là người biết tri ân, Liễu Sơn Hải vẫn đối xử với anh chân thành như trước, anh không thể nhỏ mọn được. Chỉ là một công thức luyện đan mà thôi, anh vẫn còn nhiều. Nhưng đối với nhà họ Liễu, nó lại là trụ cột chiếm cứ thị trường sản phẩm cao cấp rất quan trọng. Vì vậy, Dương Bách Xuyên dứt khoát tặng đan chú nhan cho Liễu Sơn Hải xem như báo đáp ân tình ngày trước. Liễu Sơn Hải lộ vẻ xúc động, Dương Bách Xuyên nói là tặng công thức điều chế đan chú nhan chứ không phải hợp tác. Từ trước đến giờ nhà họ Liễu hợp tác với Dương Bách Xuyên,
Liễu Sơn Hải là người hiểu rõ nhất giá trị của đan chú nhan. Chưa tính lợi nhuận mà đan chú nhan mang lại cho nhà họ Liễu, chỉ bằng việc nhà họ Liễu nhờ vào đan chú nhan đã vững vàng chiếm giữ vị trí đầu tiên trong thị trường sản phẩm cao cấp ở khu vực Tây Bắc, thu được lợi ích không nhỏ, ngoài ra còn tạo dựng được mạng lưới quan hệ khổng lồ. Thậm chí trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, nhà họ Liễu đã mở rộng việc kinh doanh trên thị trường toàn quốc, tất cả là nhờ đan chú nhan của Dương Bách Xuyên. Huống chi đan chú nhan còn mang lại rất nhiều thành quả to lớn cho nhà họ Liễu. Vì vậy Liễu Sơn Hải rất cảm động khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói là sẽ tặng đan chú nhan cho mình. Mấy phút sau bình tĩnh lại, Liễu Sơn Hải vừa nhìn Dương Bách Xuyên vừa nghĩ trong lòng, nếu Liễu Sơn Hải mình có chàng rể thế này thì tốt biết mấy, tiếc là con nhóc Linh Linh kia. Hai, mặc dù mình cũng có một đứa con trai, nhưng dù sao cũng là con nuôi. Chuyện con trai là con nuôi vẫn luôn là bí mật, Liễu Sơn Hải không nói cho bất kỳ ai, cũng vì thế mà ông ta cực kỳ coi trọng việc bồi dưỡng cô con gái ruột Liễu Linh Linh, đưa cô ra nước ngoài du học. Sao ông ta lại không nhìn ra mối quan hệ giữa con gái mình và Dương Bách Xuyên kia chứ? Tuy nhiên, cuối cùng ông ta vẫn đưa con gái ra nước ngoài. Liễu Sơn Hải thở dài, trịnh trọng nói, cháu trai à, cháu nói thật lòng chứ? Dương Bách Xuyên nhìn gương mặt tràn đầy xúc động của Liễu Sơn Hải, khẽ mỉm cười đáp, chú Liễu, ban đầu cháu điều chế ra đan chú nhan, chú đã hỗ trợ bán ra thị trường. Có thể nói chú đã cho cháu khoản tiền đầu tiên, ngay cả ngôi nhà cháu đang ở cũng là chú tặng cháu, mặc dù trong đó có tác động của đan chú nhan. Nhưng cháu biết rõ chú nể tình cháu là bạn cùng lớp của Linh Ninh nên mới giúp đỡ, cũng thật lòng quan tâm chăm sóc cháu, vì vậy cháu thật lòng tặng chú Liễu công thức điều chế này. Cháu đã nói rồi, e là sau này cháu không có nhiều thời gian luyện chế, cho nên cháu dứt khoát tặng chú luôn. Liễu Sơn Hải biết rằng mình không thể từ chối công thức điều chế của Dương Bách Xuyên. Hiện tại đang là thời điểm quan trọng trong việc mở rộng kinh doanh của nhà họ Liễu, không thể tách khỏi thương hiệu đan chú nhan. Hồi trước vào lần đầu tiên gặp Dương Bách Xuyên, Liễu Sơn Hải đã nói là muốn mua công thức điều chế đan chú nhan nhưng Dương Bách Xuyên từ chối. Tuy nhiên nhờ có một lần đầu tư vô tình là tặng cho Dương Bách Xuyên một căn nhà, mà bây giờ ông ta được tặng lại công thức điều chế. Ông ta cũng biết là dù có tiền cũng không mua được công thức điều chế đan chú nhan. Đây là một ân tình lớn lao. Liễu Sơn Hải suy nghĩ giây lát rồi nói, cháu trai à, nói thật là chú không thể từ chối món quà của cháu, vì vậy chú đành nhận ân tình to lớn này. Vâng, Dương Bách Xuyên mỉm cười. Sau đó nói với bác Phúc đang tưới hoa ở cách đó không xa, bác Phúc, phiền bác tìm giấy bút cho cháu ạ. Lúc này, Liễu Sơn Hải xua tay nói, để chú, cháu chờ một lát. Liễu Sơn Hải biết Dương Bách Xuyên muốn viết công thức điều chế đan chú nhan nên rất coi trọng, muốn đi tìm giấy bút thượng hạng. Mấy phút sau, Liễu Sơn Hải cầm một quyển sổ bìa gỗ đi ra, trịnh trọng đặt trước mặt Dương Bách Xuyên cho anh viết. Dương Bách Xuyên cũng không khách sáo. Mở sổ ra viết công thức điều chế đan chú nhan đã pha loãng lên đó rồi đưa cho Liễu Sơn Hải. Liễu Sơn Hải cười tươi rói, cất sổ cẩn thận, sau đó lấy ra một tấm thẻ đặt trước mặt Dương Bách Xuyên. Thấy Dương Bách Xuyên định lên tiếng, ông ta giơ tay chặn lời, cháu trai nghe chú nói hết đã. Chú biết cháu tặng công thức điều chế, chuyện này không thể đo đếm bằng tiền bạc được. Và lại chuyện này thật sự rất quan trọng với nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu nhận ân tình lớn lao này, nhưng chú không có gì báo đáp cháu, cũng biết cháu không cần báo đáp gì cả. Song chú Liễu muốn bày tỏ tấm lòng, trong tấm thẻ này có 100 triệu, nghe thì nhiều đấy, nhưng thật ra không nhằm nhò gì so với giá trị của công thức điều chế mà cháu tặng chú. Cháu nhận tấm thẻ này thì chú mới yên tâm, nếu không chú không dám nhận món quà lớn này của cháu đâu. Liễu Sơn Hải đã nói đến nước này. Mà Dương Bách Xuyên cũng không phải kiểu người làm bộ làm tịch, anh bèn nhận 100 triệu này. Dù sao bây giờ anh cũng cần tiền để cải tạo thôn kiến trúc ở quê. Sau đó, Dương Bách Xuyên ăn cơm ở nhà họ Liễu, trò chuyện với Liễu Sơn Hải rất lâu, đến chiều mới rời đi. Anh gọi điện cho Trần Bảy Roi, dứt khoát gửi cho hắn 90 triệu và bảo hắn xây dựng cải tạo mọi thứ theo tiêu chuẩn cao. Anh giữ lại 10 triệu cho bản thân cũng đủ dùng rồi. Sau khi về nhà, Dương Bách Xuyên mới gọi điện cho từng người đã nhắn tin cho mình trong mấy ngày nay. Đầu tiên anh gọi điện cho U Dương Ngọc Thanh, cô ấy đã đến vùng khác tham gia hội thảo học thuật gì đó. Lúc anh gọi cho Lâm Hoan,
điện thoại vẫn tắt máy. Anh gọi cho bạn học cũ Cung Lăng Phong. Trong điện thoại, anh ta cảm ơn rối rít, nói rằng toàn bộ dược liệu đã được công ty Vân Kỳ thu mua, anh ta và Lưu Tích Kỳ đang bàn bạc việc thành lập một cứ điểm trồng dược liệu ở quê. Anh còn định gọi điện cho Viên Kim Phượng, nhưng lại nghĩ chắc là cô còn đang đưa ba mẹ đi du lịch nên thôi. Cuối cùng anh gọi điện cho Vương Mộ Sinh. Lần trước Lý Gia nói là sẽ bảo em chồng sẽ đến công ty Vân Kỳ, anh định hỏi xem tình hình thế nào. Lưu Tích Kỳ chuẩn bị mở rộng công ty, cần một người có cơ to trấn ải ở công ty. Cuộc gọi kết nối, giọng nói của Vương Mộ Sinh vang lên, Bách Xuyên, lâu rồi cháu không gọi điện cho chú Vương đấy nhé. Giọng điệu của Vương Mộ Sinh có phần trách móc, Dương Bách Xuyên biết Vương Mộ Sinh thật sự coi mình là người nhà, bèn giải thích rằng mình về quê, cũng thông báo bà nội không muốn đến cố đô, bảo Vương Mộ Sinh đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Nghe vậy Vương Mộ Sinh nói rằng ông ta sẽ tìm thời gian đến thăm bà nội. Dương Bách Xuyên trò chuyện với Vương Mộ Sinh thêm vài câu, sau đó hỏi em gái của ông có đến công ty Vân Kỳ làm việc hay không. Vương Mộ Sinh tỏ ý xin lỗi, là chú sơ suất. Một thời gian nữa em gái chú mới đến, dạo này ông cụ trong nhà đang ốm, bọn chú đều đang ở nhà nên không đưa em gái đi được. Chú quên báo cho cháu. Đây là chuyện thường tình, Dương Bách Xuyên bày tỏ thấu hiểu, nói là không vội. Cuối cùng Vương Mộ Sinh lại mời Dương Bách Xuyên đến Yên Kinh chơi. Ông đã nhắc đến chuyện này nhiều lần khiến Dương Bách Xuyên rất áy náy, anh vội vàng đáp, vâng ạ, tuần sau cháu sẽ đi Yên Kinh thăm chú và cô Lý Gia. Hai người hẹn xong thì cúp máy, Dương Bách Xuyên báo lại cho Lưu Tích Kỳ. Sau đó, anh sửa đổi công thức luyện đan tinh long rồi viết ra, chuẩn bị đưa cho Lưu Tích Kỳ để làm sản phẩm thứ hai phục vụ cho việc mở rộng công ty. Hôm qua anh đã dùng đan tinh long, xem như đã trải nghiệm hiệu quả mạnh mẽ của đan dược, vì vậy đan tinh long sau khi sửa đổi đã được pha loãng rất nhiều. Dù sao cũng sản xuất thành thuốc đông y, như vậy cũng đủ rồi. Còn đan dược hàng thật giá thật mà anh đích thân luyện chế ra thì không thích hợp bán ra số lượng lớn, anh định mang đi đấu giá. Buổi tối anh đến nhà Lưu Tích Kỳ. Từ sau khi anh tâm sự với Lưu Tích Kỳ lần trước, anh ta đã thoải mái hoàn toàn. Anh ta đã mua một căn phòng xây sẵn trong khu chung cư cao cấp, còn mời Dương Bách Xuyên tới, có điều mấy ngày nay anh bận điều tra chuyện tranh cổ nên không có thời gian ghé thăm. Hôm nay anh đến luôn. Nhà của Lưu Tích Kỳ rất tốt, diện tích khoảng 170-180m², rất rộng rãi. Dương Bách Xuyên mỉm cười trêu chọc vài câu, sau đó đưa công thức điều chế đan tinh long đã pha loãng cho Lưu Tích Kỳ. Nhóc Xuyên, thứ này thật sự có hiệu quả ghê gớm như vậy á. Sau khi đọc chú thích của Dương Bách Xuyên, Lưu Tích Kỳ tỏ vẻ không dám tin. Ha ha, cậu không tin thì trước tiên để cho phòng nghiên cứu làm ra sản phẩm thí nghiệm rồi đích thân thử nghiệm, chắc chắn nó sẽ giúp cậu cứng lâu không bắn. Biến đê, tôi như rồng như hổ, không cần thứ kia đâu. Có cần hay không thì tôi không biết, ha ha. Hai người vừa cười đùa tán dóc vừa uống rượu, Dương Bách Xuyên nhắc tới chuyện nửa tháng nữa em gái Dương San San sẽ đến cố đô học đại học. Lúc này Dương Bách Xuyên không phát hiện ra hai mắt Lưu Tích Kỳ chợt sáng ngời, anh ta bất chợt nói, à thì. Mấy ngày nữa tôi định về thăm nhà rồi đón ba mẹ đến cố đô ở vài hôm. Dù sao tôi cũng về quê, hay là cậu đừng về nữa, tôi tiện đường đón San San nhà chúng ta là được. Được chứ, tôi còn sợ đến lúc đó không có thời gian, vừa hay có cậu thì bớt việc. Dương Bách Xuyên biết em gái Dương San San cũng đi theo Lưu Tích Kỳ từ nhỏ, coi Lưu Tích Kỳ như anh trai ruột là mình đây. Hai người uống rượu một hồi, Dương Bách Xuyên thấy trời đã tối đen bèn về nhà. Mai là thứ hai phải đi làm, hơn nữa anh còn dự định nói cho Triệu Nam chuyện đan chú nhan phiên bản thăng cấp. Sau một đêm tĩnh tọa tu luyện, sáng hôm sau Dương Bách Xuyên tinh thần sung mãn lái xe đến công ty đấu giá Triệu Thị đi làm. Anh đến thẳng văn phòng của Triệu Nam. Dương Bách Xuyên gõ cửa rồi đi vào, Triệu Nam mỉm cười nhìn anh, hôm nay anh đến sớm thế. Dương Bách Xuyên cười hì hì, có hơi ngượng ngùng, quả thật anh đi làm quá tự do, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hơn nữa anh chưa từng đi làm đúng giờ. Tuy nhiên anh cũng biết là Triệu Nam trêu mình nên không để ý. Anh đến bên cạnh cô, lấy đan chú nhan phiên bản thăng cấp đã chuẩn bị sẵn ra và nói, hôm nay anh sẽ làm ảo thuật cho em. Thứ gì đây,
Dương Bách Xuyên nói vậy làm Triệu Nam tò mò nhìn cái lọ nhỏ trong trong anh. Hi hi, anh giữ bí mật trước đã, em gọi điện kêu thư ký ngải gọi Tiểu Mục ở khu văn phòng vào đây, có được chứng kiến kỳ tích hay không thì phải xem Tiểu Mục. Tiểu Mục là một nhân viên bình thường ở khu văn phòng, Dương Bách Xuyên bảo Triệu Nam gọi Tiểu Mục tới là vì trên mặt cô có một vết bớt, cũng chính vì lý do này mà ở công ty cô rất trầm tính. Sau khi chỉnh sửa xong một tập tài liệu, Mục Tiểu thải thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy đi toilet. Cô đứng trước gương nhìn vết bớt dài 10cm kéo dài từ trán đến đuôi mắt, trong lòng trào dâng nỗi bi phẫn không tên. Vết bớt này bẩm sinh đã có, sẽ bám theo Mục Tiểu ngải suốt đời. Bởi vì vết bớt này mà cô đã trở thành gái ế, 27 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Ba mối tình đều tan rã vì vết bớt này. Cũng vì thế mà người nhà rất lo lắng cho chuyện thành gia lập thất của cô. Nhưng cô không cam lòng, trai đẹp có điều kiện tốt thì chê vết bớt trên mặt cô, còn đàn ông bình thường thì cô lại không ưng. Vì vậy càng lớn tuổi thì cô càng u sầu. Cùng lắm thì cam chịu số phận thôi. Mục Tiểu thải nhìn vào gương, cất lời cay đắng. Cô thầm quyết định nếu như cuối năm vẫn không tìm được ai thích hợp thì cô sẽ hạ thấp tiêu chuẩn, lấy chồng cho xong. Cô không muốn vết bớt trên mặt ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nữa, lại càng không muốn cả nhà lo lắng cho mình. Không giống các vết bớt khác có thể làm phẫu thuật loại bỏ, vết bớt này không thể xóa được, cho dù có thể phẫu thuật thẩm mỹ thì điều kiện gia đình cô cũng không thể gánh nổi chi phí phẫu thuật. Lúc này Mục Tiểu thải nghe thấy có người đi vào, liền vội vàng lấy tóc che đi vết bớt. Cô luôn để tóc bên trái dài là để che bớt, cũng chỉ có như vậy cô mới có chút tự tin khi đứng trước các đồng nghiệp trong công ty. Cô ngoảnh đầu nhìn, người đến là chị Trương đồng nghiệp. Tiểu Mục à, thư ký ngải đang tìm em đó. Mau đi đi, đừng để thư ký ngải chờ lâu. Cảm ơn chị Trương. Mục Tiểu thải cảm ơn rồi ra ngoài toilet, thắc mắc không biết tại sao thư ký ngải lại tìm một nhân viên quen như mình. Cô biết ngải Diệp là thư ký chủ tịch. Bình thường hai người không giao tiếp với nhau. Chốn công sở là môi trường tàn khốc, đừng thấy mọi người làm việc cùng một tòa nhà văn phòng mà lầm, có khi từ lúc vào làm đến khi từ chức, nhân viên tầng chót và lãnh đạo cấp cao không giao tiếp với nhau chút nào. Cơ hội giao tiếp duy nhất là thăng chức, bởi vì chỉ có không ngừng thăng chức, trở thành lãnh đạo cấp cao mới có thể tiếp xúc với họ. Mục Tiểu thải thấp thỏm suy nghĩ, đi về bàn làm việc của mình, quả nhiên nhìn thấy Ngải Diệp đang chờ mình. Cô vội vàng chạy tới, thư ký ngải tìm tôi ạ. Xin lỗi cô, tôi vừa đi toilet. Ngải Diệp cũng rất hoang mang khi chủ tịch tìm một nhân viên nhỏ, nhưng Triệu Nam đã dặn thì cô ta phải làm theo. Không phải tôi tìm cô, mà là chủ tịch tìm cô. Đi với tôi. Nghe Ngải Diệp nói chủ tịch tìm mình, Mục Tiểu thải lập tức lo lắng bất an. Vốn tưởng Ngải Diệp tìm mình, cô đã rất kinh ngạc rồi, vậy mà thực tế là chủ tịch tìm cô. Lẽ nào chủ tịch muốn sa thải mình? Cũng không đúng, muốn sa thải thì đâu cần sai thư ký ngải đến gọi mình chứ. Cứ thông báo cho phòng nhân sự là xong. Hay là mình phạm lỗi trong công việc, bị nữ chủ tịch băng giá chỉ đích danh phê bình. Mục Tiểu thải thấp thỏm đi theo Ngải Diệp vào văn phòng chủ tịch. Văn phòng xa hoa rộng rãi với màu sắc chủ đạo là nâu đậm, mang lại cho Mục Tiểu thải cảm giác nặng nề và nghiêm túc, khiến cô khó tránh khỏi căng thẳng trong lòng. Trong khu nghỉ ngơi, Mục Tiểu thải nhìn thấy Triệu Nam vị chủ tịch được toàn công ty gọi là chủ tịch bá đạo và chủ tịch băng giá đang nói cười vui vẻ với một thanh niên. Cảnh tượng này khiến cô rất kinh ngạc, đây là chủ tịch băng giá sao? Sau khi đến gần cô mới nhìn rõ thanh niên kia chính là nhân vật nổi tiếng trong công ty, tổng giám đốc bộ phận giám định Dương Bách Xuyên. Về chuyện Dương Bách Xuyên thăng chức nhanh như tên lửa, khắp công ty đều đồn thổi anh thăng chức dựa vào đàn bà. Bây giờ xem ra tin đồn không phải hư cấu. Trong lúc Mục Tiểu thải đang suy nghĩ lung tung, giọng nói của Ngải Diệp vang lên, thưa chủ tịch, Mục Tiểu thải đã tới. Chào chủ tịch, cô tìm tôi ạ. Mục Tiểu thải không phải gà mờ mới đi làm, vội vàng bước đến chào hỏi Triệu Nam và Dương Bách Xuyên. Triệu Nam ra hiệu cho Ngải Diệp, đối phương đi ra ngoài. Sau đó, cô ấy nhìn Mục Tiểu thải và nói, Mục Tiểu thải đúng không? Ngồi đi. Đừng gò bó, thật ra là Tổng Giám Đốc Dương tìm cô. Nói rồi Triệu Nam nhìn Dương Bách Xuyên, em đã gọi người cho anh rồi, rốt cuộc trong hồ lô của anh bán thuốc gì, có thể nói được chưa? Triệu Nam cũng rất buồn bực vì Dương Bách Xuyên bảo mình tìm một nhân viên bình thường trong công ty.
người buồn bực hơn là Mục Tiểu Thải vừa mới căng thẳng ngồi xuống. Nói tới nói lui thì ra là Dương Bách Xuyên tìm mình. Mặc dù Mục Tiểu Thải biết Dương Bách Xuyên, nhưng người ta không biết cô, hai người cũng chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, không biết đối phương tìm mình có chuyện gì. Dương Bách Xuyên cười ha hả nói với Triệu Nam, em nói không sai, đúng là hôm nay trong hồ lô bán thuốc. Bình tĩnh đừng vội. Sau đó, anh nhìn Mục Tiểu Thải rồi mỉm cười lên tiếng, cô Mục đừng căng thẳng, tôi tìm cô là có nguyên nhân, đây hẳn là chuyện tốt đối với cô. Dương Bách Xuyên nhìn ra Mục Tiểu Thải hơi căng thẳng. Anh dừng lại giây lát rồi nói tiếp, cô Mục, tôi có thể xem vết bớt trên mặt cô được không? Anh vừa dứt lời, mặt Mục Tiểu Thải lập tức biến sắc, trở nên lạnh lùng. Cô cho rằng Dương Bách Xuyên đang sỉ nhục mình. Dương Bách Xuyên biết mình nói thẳng quá khiến Mục Tiểu Thải hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích, đừng hiểu lầm. Là thế này, trong tay tôi có một loại dược mỹ phẩm có thể xóa vết bớt trên mặt cô. Hôm nay tôi tìm cô là để thử hiệu quả của thuốc. Cô có thể yên tâm là loại thuốc này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngược lại, sau khi uống cho dù không thể xóa hết vết bớt trên mặt cô thì cũng có lợi cho sức khỏe. Mặt khác, tôi nắm chắc 90% có thể xóa vết bớt trên mặt cô trong vòng nửa tiếng. Có thể nói thuốc trong tay tôi là độc nhất vô nhị trên thế giới này, cô không thể tưởng tượng được nó quý giá thế nào đâu. Thậm chí ngày hôm nay sẽ là bước ngoặt cuộc đời cô. Có muốn dùng hay không, cô cứ suy nghĩ đi, không dùng cũng không sao. Có thể nói là để cho Mục Tiểu Thải tin tưởng, Dương Bách Xuyên đã tâng bốc đan chú nhan phiên bản thăng cấp trong tay. Đương nhiên những gì anh nói đều là sự thật, công hiệu của đan chú nhan phiên bản thăng cấp không chỉ có thế. Mục Tiểu Thải nghe anh nói xong thì không bình tĩnh nổi. Từ khi có trí nhớ đến nay, hay nói chính xác hơn là từ khi biết Trương Diệt, không có lúc nào cô không muốn xóa vết bớt trên mặt. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có cách nào. Vậy mà bây giờ Dương Bách Xuyên lại nói rằng thử dùng một loại thuốc là có thể xóa vết bớt trên mặt. Phản ứng đầu tiên của cô là không tin, cho rằng Dương Bách Xuyên đang lừa mình. Có phải thứ anh ta bảo mình dùng là loại thuốc sinh hóa nào đó không? Trời đất ơi, lẽ nào hôm nay mình không thể ra khỏi căn phòng này sao? Thoáng cái có vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu Mục Tiểu Thải. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cảm thấy không đúng. Chủ tịch công ty ở ngay bên cạnh, Dương Bách Xuyên là tổng giám đốc một bộ phận, đối với một nhân viên quèn như cô thì họ chính là nhân vật tai to mặt lớn, sao phải lừa gạt một nhân viên quèn chứ? Còn nữa, nếu Dương Bách Xuyên muốn hại người thì cũng không đến nỗi hành động vào ban ngày ban mặt thế này. Lẽ nào là thật? Lúc này Triệu Nam đã nhìn ra mục đích của Dương Bách Xuyên, đoán được thuốc trong tay anh hẳn là đan dược lấy từ giới võ cổ, Dương Bách Xuyên muốn tìm Mục Tiểu Thải để thí nghiệm thuốc mà thôi. Mục Tiểu Thải lo lắng. Nhưng Triệu Nam biết Dương Bách Xuyên tuyệt đối sẽ không hại người, anh tìm Mục Tiểu Thải là bởi vì trên mặt đối phương có bớt, thử nghiệm hiệu quả của đan dược có thể cho thấy kết quả rõ ràng. Triệu Nam tin tưởng Dương Bách Xuyên 100%, lần trước sau khi uống đan dược Dương Bách Xuyên cho, cô ấy cảm thấy thể chất tăng mạnh, ngày nào cũng tràn đầy tinh thần. Cô ấy còn cho Vượng Tử uống một viên đan dược, hình như nó ngày càng thông minh, chỉ số thông minh tương đương một đứa bé 4-5 tuổi. Vì vậy Triệu Nam biết viên đan dược của Dương Bách Xuyên chắc chắn là đồ tốt. Để xua tan nỗi lo lắng trong lòng Mục Tiểu Thải, cô ấy nói với Dương Bách Xuyên, nếu là dược mỹ phẩm thì em cũng muốn dùng một phần. Dương Bách Xuyên nghe Triệu Nam nói vậy thì sửng sốt. Sau đó hiểu ra Triệu Nam đang giúp mình xua tan nỗi lo lắng của Mục Tiểu Thải. Anh mỉm cười gật đầu, em không nói thì anh cũng định cho em một viên. Dứt lời anh lấy hai viên đan chú nhan phiên bản thăng cấp trong lọ sứ nhỏ ra, đặt ở trước mặt Triệu Nam và Mục Tiểu Thải. Triệu Nam lập tức cầm đan chú nhan lên uống luôn, sau đó mới nói với Mục Tiểu Thải, cô đừng lo, chúng tôi sẽ không hại cô. Tôi có thể nói cho cô biết rằng cho dù có tiền cô cũng không mua được thuốc của Dương Bách Xuyên đâu. Nếu cô muốn xóa vết bớt trên mặt thì đây là cơ hội của cô đó, bỏ lỡ sẽ hối hận. Mục Tiểu Thải thấy Triệu Nam đã uống thuốc, hơn nữa đối phương nói như vậy rõ ràng là để xua tan nỗi lo lắng trong lòng mình, vì vậy lúc này cô đã bớt bồn chồn. Có cấp trên ở đây, cô không uống không được. Tôi tin Chủ tịch và Tổng Giám đốc Dương. Nói xong cô liền cầm một viên đan dược lên nuốt vào bụng. Sau đó, cô vén tóc bên trái ra cho Triệu Nam và Dương Bách Xuyên xem vết bớt của mình.
Dương Bách Xuyên vừa nhìn là hiểu, cười ha ha nói, yên tâm đi, vết bớt của cô không lớn lắm, có thể xóa bỏ hoàn toàn. Bây giờ cô ngồi uống trà đi, nửa tiếng sau chúng ta sẽ xem hiệu quả. Tôi tặng cô một kỳ tích. Dương Bách Xuyên dùng linh thức kiểm tra vết bớt của Mục Tiểu Thải thì thấy không nghiêm trọng lắm. Anh biết bớt xuất hiện là do lúc mang thai người mẹ ăn thức ăn có thuộc tính quá mạnh sinh ra độc tố. Có một số vết bớt sẽ tự động biến mất sau khi đứa trẻ ra đời và trưởng thành, cũng có một số trường hợp nghiêm trọng vĩnh viễn không thể biến mất, tồn tại suốt đời giống như Mục Tiểu Thải. Nói cách khác, bớt cũng là một loại độc tố, mà đan chú nhan lại có công hiệu mạnh, chuyên loại bỏ các độc tố. Anh tin rằng chưa tới nửa tiếng, vết bớt có thể biến mất. Ba người uống trà nói chuyện. Dương Bách Xuyên và Triệu Nam tùy ý hỏi một số vấn đề về gia đình Mục Tiểu Thái, thế mới biết cô là người cố đô bản xứ, ba mẹ đều là công nhân doanh nghiệp nhà nước đã về hưu, gia cảnh thường thường bậc trung. Cô còn có một cậu em trai đang học đại học, bởi vì vết bớt trên mặt nên đến giờ cô vẫn không có bạn trai. Thật ra gương mặt của Mục Tiểu Thái khá đẹp, chẳng qua là nửa gương mặt đã bị tóc che khuất để giấu vết bớt, cho nên không thấy rõ ràng. Dương Bách Xuyên và Triệu Nam đều tin rằng nếu xóa bớt và đổi kiểu tóc thì Mục Tiểu Thải nhất định sẽ tỏa sáng. Bất chi bất giác Mục Tiểu Thải đã thả lỏng tinh thần. Cô phát hiện thật ra Chủ tịch Băng Giá và Dương Bách Xuyên khác xa lời đồn trong công ty. Một người lạnh lùng như núi băng, một người bám váy đàn bà để thăng tiến. Trong lúc trò chuyện, Mục Tiểu Thải phát hiện Dương Bách Xuyên rất hài hước và hiểu nhiều biết rộng. Cô cũng nhận thấy trước mặt Dương Bách Xuyên, Chủ tịch Băng Giá rất thoải mái tự tại. Cô thầm nghĩ đây mới là tính cách thật của Chủ tịch Băng Giá, chứ thật ra bộ mặt lạnh lùng ở công ty chỉ thể hiện trước mặt cấp dưới mà thôi. Khoảng 20 phút sau, Dương Bách Xuyên người vẫn luôn âm thầm dùng linh thức quan sát vết bớt trên mặt Mục Tiểu Thải nhìn thấy vết bớt đã hoàn toàn biến mất. Anh mỉm cười lên tiếng, cô Mục có thể xem được rồi. Anh vừa nói vừa ra hiệu cho Triệu Nam tìm gương trang điểm cho Mục Tiểu Thải. Triệu Nam tìm được gương trang điểm và đưa cho Mục Tiểu Thải, chính cô ấy cũng tò mò quan sát. Sau khi Mục Tiểu Thải vén tóc ra, Triệu Nam thốt lên đầy kinh ngạc, ôi, biến mất thật rồi kìa. Lúc này, bàn tay đang cầm gương trang điểm của Mục Tiểu Thải bỗng run lên, sau đó cô nhìn thấy vết bớt bám theo mình 27 năm đã biến mất không còn tăm hơi. Cô sững sờ nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt trống rỗng. Sau chừng một phút yên tĩnh, Mục Tiểu Thải bật khóc hu hu. Triệu Nam ngồi dịch sang nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Mục Tiểu Thải. Là phụ nữ với nhau nên cô ấy có thể hiểu được tâm trạng của Mục Tiểu Thải lúc này. Đồng thời Triệu Nam liếc nhìn Dương Bách Xuyên bên cạnh, trong mắt tràn đầy cảm xúc kinh ngạc. Thật sự là càng ngày cô ấy càng không nhìn thấu Dương Bách Xuyên. Chuyện xảy ra trên người Mục Tiểu Thải hôm nay đừng nói là kỳ tích, cho dù gọi là thần tích cũng không ngoa. Mà thần tích này là do Dương Bách Xuyên tạo nên. Triệu Nam biết rõ làm đẹp có ý nghĩa như thế nào đối với phụ nữ, chính vì thế mà cõi lòng cô ấy nổi sóng to gió lớn vì giá trị của loại đan dược này của Dương Bách Xuyên. Mục Tiểu Thải khóc, nhưng mà là nước mắt hạnh phúc. Từ nhỏ cô đã bị gọi là đồ xấu xí. Đến khi trưởng thành, vì vết bớt trên mặt mà hồi cấp 3 và đại học cô không có mảnh tình vắt vai, bạn học vừa nhìn thấy gương mặt cô liền tránh xa. Sau khi bước vào xã hội, cũng tại vết bớt trên mặt mà cô chưa từng có mối tình đàng hoàng nào. Cô căm hận vết bớt của mình, thậm chí có lúc cô đã từng hận mẹ mình tại sao để lại trên mặt cô một vết bớt xấu xí như vậy. Trong quá trình trưởng thành của Mục Tiểu Thải, gần như cô không vui vẻ gì, thậm chí không có lấy một người bạn thân. Hồi đại học có một cô gái cùng phòng ngủ với cô coi người ta là bạn thân, nhưng nào ngờ người ta chỉ lợi dụng sự xấu xí của cô mà thôi. Mục Tiểu Thải vẫn còn nhớ có một buổi tối cô gái kia uống say, rượu vào lời ra, nói rằng làm sao tôi có thể xem con vịt xấu xí Mục Tiểu Thải kia là bạn thân được, tôi chơi với cô ta là để cô ta làm nền cho mình mà thôi. Không có một đứa xấu xí bên cạnh thì sao bạn trai có thể nhìn ra vẻ đẹp của tôi. Từ đó về sau Mục Tiểu Thải không có bạn thân nữa, cô đóng chặt nội tâm, thề sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ cô gái nào. Trong cuộc sống cô có rất nhiều bóng ma tâm lý do vết bớt này gây ra. Vết bớt trên mặt chính là tâm ma của Mục Tiểu Thải. Bây giờ tâm ma này đã hoàn toàn biến mất, Mục Tiểu Thải bật khóc, khóc thật to, tiếng khóc chứa đựng niềm vui lẫn nỗi cay đắng.
Mấy phút sau cô đứng dậy rồi khom người thật sâu trước mặt Dương Bách Xuyên, cảm ơn Tổng Giám Đốc Dương đã trao cho tôi sinh mệnh thứ hai. Cảm ơn Chủ tịch. Mục Tiểu Thải chân thành cảm ơn Dương Bách Xuyên và Triệu Nam. Đối với cô, vết bớt biến mất chính là tái sinh. Không cần cảm ơn, cô cũng giúp tôi mà. Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp lời. Sau khi Mục Tiểu Thải rời đi với lòng cảm kích, trong văn phòng chỉ còn lại hai người là Dương Bách Xuyên và Triệu Nam. Triệu Nam nhìn anh, không kìm được bèn hỏi, anh. Đây là đan dược của võ cổ giả sao? Dương Bách Xuyên cười hì hì, tên là đan chú nhan, đương nhiên nó khác xa đan chú nhan lưu truyền trên thị trường cố đô dạo trước. Đây là phiên bản thăng cấp, em cũng thấy hiệu quả rồi đấy, anh đưa ra đan chú nhan phiên bản thăng cấp chủ yếu là muốn giúp em. Anh không thể ngồi không ở vị trí tổng giám đốc bộ phận giám định được, nếu không thì đám cấp dưới sẽ đồn linh tinh. Có tổng cộng 12 viên, vừa rồi em và Mục Tiểu Thải mỗi người dùng một viên, bây giờ còn 10 viên đan chú nhan. Anh nghĩ thế này, mấy ngày nay anh đã xem bảng thành tích của công ty, phát hiện ra nguyên nhân lớn nhất là thiếu vật phẩm đấu giá có giá trị, hay nói chính xác hơn là có danh tiếng. Anh đưa ra 10 viên đan chú nhan phiên bản thăng cấp này đấu giá để tăng độ nổi tiếng cho công ty, sau đó ắt sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Em thấy sao? Nghe vậy Triệu Nam rất cảm động. Biết rằng Dương Bách Xuyên đang giúp đỡ mình trá hình, bởi vì cô ấy từng kể cho Dương Bách Xuyên chuyện mình đánh cược với người nhà. Tính cách cô ấy hiếu thắng, không chịu thua, kiên quyết muốn vực dậy công ty đấu giá này. Chính vì thế cô ấy rất cảm động trước lời nói của Dương Bách Xuyên. Cô ấy biết độ coi trọng đan dược của võ cổ giả, không có một ai sẽ bỏ ra đan dược để đấu giá cả. Đương nhiên cô ấy càng tò mò về Dương Bách Xuyên hơn. Thật sự không nghĩ ra sao anh có thể lấy ra 12 viên đan dược một lúc như thế. Lẽ nào thế lực võ cổ giả chống lưng cho anh còn lớn mạnh hơn nhà họ Triệu? Cô ấy rất muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Có một số việc có thể hỏi, ngược lại có một số việc không thể hỏi. Cô ấy tin rằng nếu Dương Bách Xuyên có thể nói cho mình thì sẽ chủ động nói ra, không cần cô ấy hỏi. Nghĩ xong, cô ấy nhìn Dương Bách Xuyên và dịu dàng nói cảm ơn anh. Em còn khách sáo với anh cái gì? Có điều đúng là em phải cảm ơn anh, nhưng đổi cách khác đi, ví dụ như... He he, Dương Bách Xuyên cười dê, làm động tác muốn hôn. Triệu Nam đỏ mặt, hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên rồi hôn lên mặt anh. Cộc cộc. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Nam hốt hoảng dừng lại. Dương Bách Xuyên tức giận, chỉ muốn bóp chết người gõ cửa. Anh giàu dĩ nhìn Triệu Nam đang cười khanh khách không ngừng, sau đó nói vọng ra cửa, vào đi. Người gõ cửa là thư ký Ngải Diệp. Ngải Diệp vừa vào phòng đã phát hiện thấy Dương Bách Xuyên nhìn mình chòng chọc, làm cô ta mờ mịt không hiểu gì. Thưa Chủ tịch, cuộc họp sắp bắt đầu, Ngải Diệp đến thông báo cho Triệu Nam đi họp. Biết rồi, tôi đến ngay đây. Triệu Nam vừa sắp xếp lại tài liệu trong tay vừa trả lời Ngải Diệp. Nhân lúc Ngải Diệp xoay người rời đi, Triệu Nam cầm một tập tài liệu nói với Dương Bách Xuyên, đi thôi, đi họp với em. Họp á, Dương Bách Xuyên không kịp phản ứng. Đúng vậy, bây giờ anh đã là Tổng Giám Đốc Bộ Phận Giám Định rồi, mà Bộ Phận Giám Định là bộ phận quan trọng của công ty, đương nhiên anh phải tham gia. Triệu Nam lườm anh không đọc kỹ văn bản thăng chức của mình à. Dương Bách Xuyên cười gượng, đúng là anh chưa đọc, khụ khụ. Được rồi, còn 3 phút nữa, em đi trước đây, anh cũng nhanh lên. Anh bắt đầu làm quen với quy trình cuộc họp từ hôm nay đi, về sau anh phải quen dần đấy. Nói xong Triệu Nam cấp tốc hôn lên má Dương Bách Xuyên rồi thủ thỉ, em nghĩ rằng bạn trai em là thiên tài, chỉ một cuộc họp nho nhỏ không làm khó được anh. Sau khi Triệu Nam ra ngoài, Dương Bách Xuyên cười ngây ngô, trong lòng rất vui vẻ. Suy cho cùng anh cũng là kẻ phàm tục. Không có người đàn ông nào có thể miễn dịch trước lời khen của phụ nữ. Sau đó anh cũng rời khỏi văn phòng chủ tịch về văn phòng của mình, cầm sổ đi đến phòng họp, trông rất ra dáng. Lúc anh đến phòng họp đã có 12 người ở đây. Có mấy người là cổ đông Dương Bách Xuyên đã gặp trong lần giải cứu Triệu Nam. Đa số là gương mặt mới, chắc là thành viên mà Triệu Nam đã tổ chức lại sau khi tiếp quản công ty hoàn toàn. Có vẻ như mọi người đang chờ một mình Dương Bách Xuyên, ít nhiều gì cũng khiến anh cũng hơi xấu hổ. Lúc này, Triệu Nam khôi phục khí thế của nữ chủ tịch bá đạo,
gương mặt nghiêm túc không có ý cười. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cô ấy nói với mọi người, xin giới thiệu với mọi người vị này là Dương Bách Xuyên Tổng Giám Đốc Bộ Phận Giám Định. Mọi người hãy chào mừng nào. Dứt lời cô ấy liền vỗ tay, những người khác cũng vỗ tay theo. Từ việc người bên dưới đồng loạt vỗ tay, Dương Bách Xuyên nhìn ra hiện giờ Triệu Nam đang chuyên quyền. Dương Bách Xuyên mỉm cười chào hỏi mọi người, đang định ngồi phía cuối thì bị Triệu Nam gọi lại, Tổng Giám Đốc Dương ngồi đây. Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào vị trí thứ nhất bên trái, ra hiệu cho Dương Bách Xuyên ngồi xuống. Hành động này của Triệu Nam khiến người đứng đầu các bộ phận có mặt ở đây đều chấn động. Trước giờ vị trí thứ nhất bên trái chỉ dành cho Phó Chủ tịch, từ lúc Triệu Nam cải cách công ty, vị trí Phó Chủ tịch vẫn luôn để trống. Bây giờ cô ấy lại cho Dương Bách Xuyên ngồi đó khiến mọi người cảm thấy khó tin, mỗi người nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt khác nhau. Triệu Nam độc đoán nên không ai phản đối cô ấy sắp xếp cho Dương Bách Xuyên ngồi đâu, mà chỉ lặng lẽ nhớ kỹ Dương Bách Xuyên. Người có tâm tư nhanh nhạy bắt đầu cân nhắc mình có nên tìm Dương Bách Xuyên bồi đắp tình cảm hay không. Đương nhiên cũng có kẻ hâm mộ ghen tị, trong lòng dễ dàng liên tưởng đến từ bám váy đàn bà. Dương Bách Xuyên cười hờ hững ngồi xuống, thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt. Anh không để ý chút nào, vị trí này là Triệu Nam sắp xếp. Anh không cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa, hiện tại anh vào công ty làm việc với mục đích giúp đỡ Triệu Nam và hoàn thành tâm nguyện của bà nội, ngoài ra anh không quan tâm gì hết. Chỉ tiếc là bà nội không muốn đến Cố Đô xem thử. Lần trước về nhà anh nói đến công việc, bà nội rất vui vẻ nhưng cũng chỉ dặn anh chăm chỉ làm việc. Hôm nay tính chất hoàn toàn thay đổi, anh hỗ trợ Triệu Nam vực dậy công ty đấu giá. Có lẽ sau đó anh sẽ từ chức để tập trung vào việc tu chân tăng cường thực lực, anh biết rõ mình còn chặng đường rất dài phải đi. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, đề tài vẫn xoay quanh buổi đấu giá mấy ngày tới. Lần này là buổi đấu giá đầu tiên được tổ chức sau khi Triệu Nam hợp nhất công ty, cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nghe nói đã liên hệ với mấy món đồ quý. Tranh cổ của Lý Ý là một trong số đó. Đương nhiên đan chú nhan phiên bản thăng cấp của Dương Bách Xuyên được Triệu Nam đưa ra thảo luận trọng điểm trong cuộc họp, trở thành vật phẩm then chốt trong buổi đấu giá lần này. Sau khi Triệu Nam nói ra công hiệu như thần tích của đan chú nhan, ngoại trừ cô ấy và Dương Bách Xuyên, hầu như tất cả mọi người đều lộ vẻ không tin. Cuối cùng Triệu Nam bảo thư ký Ngải Diệp tìm đương sự Mục Tiểu Thải tới. Sau đó, có ví dụ sống sờ sờ ngay trước mắt, gần như ai nấy đều trợn tròn mắt. Nếu như trên đời thật sự có đan dược thần kỳ cỡ này, vậy thì chắc chắn là sau buổi đấu giá lần này, công ty đấu giá Triệu Thị sẽ lên như diều gặp gió. Đây là quan điểm thống nhất của tất cả lãnh đạo có mặt ở đây. Triệu Nam không công bố nguồn gốc của đan dược, chỉ nói là có người ủy thác. Tất nhiên cô đã được Dương Bách Xuyên dặn dò không thể nói ra chuyện đan dược là của anh. Cuối cùng mọi người đều thống nhất dùng đan chú nhan phiên bản thăng cấp để quảng bá. Rượu thơm không sợ ngõ sâu, Mục Tiểu Thải được chỉ đích danh làm đại sứ hình ảnh của công ty, xem như một bước lên trời. Sau khi cuộc họp kết thúc, Triệu Nam bắt đầu bận rộn. Còn 3 ngày nữa là bắt đầu đấu giá, thời gian khá eo hẹp, trong 3 ngày này cô phải quảng bá đan chú nhan phiên bản thăng cấp để thu hút khách hàng. Dương Bách Xuyên về văn phòng, rảnh rỗi không có việc gì. Có điều cuộc họp ngày hôm nay cũng khơi gợi cảm hứng cho anh. Anh đã tìm hiểu một nghiệp vụ khác của công ty đấu giá khiến anh cảm thấy hứng thú. Nghiệp vụ này chính là mua và bán đá quý. Đá quý chỉ chung các loại đá, mã não, ngọc trai, kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo, topaz, sapphire. Đây cũng là nghiệp vụ hàng đầu liên quan đến bộ phận giám định, có đoàn đội chuyên môn đi thu mua sưu tập khắp toàn quốc, thậm chí là toàn cầu. Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú bởi vì anh nhớ tới lần trước lấy được 3 viên linh thạch của Tư Không Nguyên trong hang của Hầu Đậu Đậu ở quê, sư phụ đã giảng giải cho anh về linh thạch, và lại sau này anh cũng chuyên tâm đọc các kiến thức liên quan đến tu chân. Mượn lời của sư phụ Vân Thiên Tà, linh thạch là tiền tệ giao dịch giữa những người tu chân trong tu chân giới, nhưng nó khác tiền tệ trong thế giới bình thường ở chỗ tác dụng của linh thạch không chỉ nằm ở giá trị của tiền tệ. Mà điều quan trọng nhất là trong linh thạch chứa linh khí trời đất dồi dào, người tu chân có thể hấp thu để tăng tu vi. Còn nữa, linh thạch cũng là vật phẩm cần thiết để bày trận pháp, và có tác dụng ở các phương diện liên quan khác. Tóm lại là linh thạch có rất nhiều tác dụng.
Quá trình hình thành linh thạch rất thú vị, đa phần là trầm tích lắng đọng trong dãy núi có linh khí nồng đậm qua năm dài tháng rộng mới hình thành nên linh thạch. Núi có linh khí, mà linh khí khác nhau là do linh mạch. Linh mạch được nuôi dưỡng sinh ra linh thạch, đây là loại linh thạch phổ biến nhất tu chân giới, linh thạch khoáng vật. Theo như sư phụ Vân Thiên Tà nói thì ở tu chân giới có cả một mỏ linh thạch xuất hiện, thường thì tài nguyên khổng lồ cỡ này đều bị một vài thế lực siêu cấp chiếm giữ. Trên lý thuyết, có lẽ trên trái đất cũng có linh thạch khoáng vật. Theo ý hiểu của Dương Bách Xuyên thì đó là kim cương và một số loại đá quý. Đương nhiên là ngoài linh thạch khoáng vật ra, trong tự nhiên còn có các loại linh thạch khác. Ví dụ như một số thực vật tích tụ linh khí, hoặc là các vật chất đặc biệt. Đều có thể tạo ra linh thạch, chẳng qua là hiếm thấy thôi. Linh thạch cũng được chia thành nhiều cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Phẩm chất càng cao thì linh khí bên trong càng tinh khiết và dồi dào. Vì vậy trong cuộc họp ngày hôm nay, sau khi Dương Bách Xuyên biết công ty có đoàn đội như vậy, anh bắt đầu nảy ra ý nghĩ tìm thời gian đi theo bọn họ thử vận may, biết đâu có thể tìm được một hai viên, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho tu vi của anh. Linh thạch quá khan hiếm, lần trước Tư Không Nguyên để lại tổng cộng 3 viên gồm 2 viên hạ phẩm và 1 viên trung phẩm, trong đó viên trung phẩm bị Bình Càn Khôn hấp thụ mất. Bây giờ anh chỉ còn 2 viên linh thạch hạ phẩm nên không nỡ dùng, định để dành đến trúc cơ sẽ sử dụng. Bởi vì sư phụ từng nói trúc cơ kỳ là ngưỡng cửa quan trọng, đến lúc đó sẽ cần một lượng linh khí lớn để chống đỡ. Anh chỉ có 2 viên linh thạch hạ phẩm, chắc là còn thiếu rất nhiều. Tất nhiên nguyên nhân là do linh khí trên trái đất quá loãng, nếu linh khí trên trái đất dồi dào thì không cần dựa vào quá nhiều linh thạch. Tiếc là sư phụ nói linh khí ở địa cầu loãng đến đáng thương, so với tu chân giới thì nhét kẽ răng chẳng bỏ. Muốn tăng tu vi thì biện pháp nhanh nhất là mượn sức thiên tài địa bảo như là linh thạch. Chấm chấm chấm. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Triệu Nam dốc hết tâm huyết tạo dựng khí thế cho buổi đấu giá, thu được hiệu quả tốt đẹp. Nhất là công hiệu của đan chú nhan phiên bản thăng cấp trong tuyên truyền đã gây xôn xao khắp cố đô, thậm chí là Trung Quốc. Đương nhiên có rất nhiều người không tin, cho rằng đó chỉ là mánh lới. Có người không tin thì cũng có kẻ tin. Những người trên mặt hoặc trên vùng da khác có khuyết điểm đáng tiếc đều ôm tâm trạng thử vận may đến cố đô. Lỡ như đan chú nhan thật sự có hiệu quả như tuyên truyền thì sao? Nhà họ Mã ở Tây Bắc. Một ông lão tóc hoa râm và một người đàn ông hơn 30 tuổi đang nói chuyện với nhau trong phòng. Điều tra đến đâu rồi? Ông cụ nhà họ Mã hỏi người đàn ông kia. Mấy tháng trước nhà họ Liễu ở cố đô tung ra một loại thuốc chú nhan, mặc dù rất có hiệu quả làm đẹp song tuyệt đối không phải đan chú nhan trong tuyên truyền của công ty đấu giá Triệu Thị. Còn đã điều tra nhà họ Liễu, bọn họ không có đan chú nhan. Công ty đấu giá Triệu Thị ở cố đô vốn do cô con gái đời thứ ba của nhà họ Triệu giới võ cổ Yên Kinh là Triệu Nam tiếp quản, vì vậy rất có thể đan chú nhan có nguồn gốc từ giới võ cổ. Có lẽ công hiệu không khoa trương như tuyên truyền, nếu là thật thì cũng tương đương. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải lấy được một viên đan chú nhan. Thông báo cho bên cố đô, dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải đấu giá cho bằng được. Điều quan trọng nhất là nhất định phải điều tra ra lai lịch của đan chú nhan. Vâng, con đi sắp xếp ngay. Chấm chấm chấm. Rất nhiều thế gia cổ võ Trung Quốc cũng giống như nhà họ Mã ở Tây Bắc, nhận được tin tức đều chạy tới cố đô, trong đó có 4 gia tộc lớn nhất Hiên Kinh. Đến cả người nhà Triệu nhận được tin tức này cũng cực sốc, bọn họ cho rằng đan chú nhan mà Triệu Nam đưa ra nhất định là đan dược trong giới võ cổ. Mà nơi có thể luyện chế được đan dược trong giới võ cổ là mấy tông môn lâu đời vừa hùng mạnh vừa thần bí. Những tông môn này sống lánh đời, mỗi lần lộ diện đều gây chấn động mạnh và ảnh hưởng sâu sắc tới các thế gia võ cổ. Vì vậy người trong giới võ cổ nhận được tin tức đều đến cố đô. Ngoài ra, những người bình thường lắm tiền nhiều của có khuyết điểm trên cơ thể cũng ôm tâm lý may mắn đến cố đô. Trong vòng 3 ngày, áp lực an ninh ở cố đô tăng vọt, các vụ án liên tục xảy ra. Mà người khởi xướng tất cả những chuyện này là Dương Bách Xuyên lại không biết rằng đan chú nhan phiên bản thăng cấp của anh đã hấp dẫn võ cổ giả. Trong giới võ cổ đã có rất nhiều thế lực để mắt đến đan chú nhan, lại càng muốn tìm ra người cung cấp đan chú nhan. Sáng sớm ngày thứ 3, Dương Bách Xuyên nhận được cuộc gọi từ Triệu Nam bảo anh đến công ty. Cô ấy không nói nhiều,
chỉ nói là có người muốn gặp anh. Dương Bách Xuyên đi đến công ty, tới văn phòng của Triệu Nam rồi gõ cửa đi vào. Anh nhìn thấy Triệu Nam đứng một bên, có ba người đàn ông hai già một trẻ ngồi ở khu nghỉ ngơi. Người trẻ chính là Triệu Vũ Linh từng bị Dương Bách Xuyên dọa dẫm lần trước, hai người khác đều trên 50 tuổi. Dương Bách Xuyên đi vào phòng, tức thì mắt híp lại. Không ngờ hai người đàn ông trung niên kia lại là võ cổ giả, một người là ám kình tầng 5, người còn lại là ám kình tầng 6. Lần trước gặp Triệu Vũ Linh là ám kình tầng 4, Dương Bách Xuyên tự thấy mình có thể đối phó, thậm chí anh còn không để vào mắt. Nhưng lúc này đối mặt với hai và cổ giả ám kình tầng 5 và tầng 6, anh thật sự cảm thấy áp lực. Khí huyết của bọn họ quá mạnh, khiến một người tu chân thứ thiệt là anh cũng cảm thấy áp lực. Nhưng điều kỳ lạ là ánh mắt người trung niên ám kình tầng 5 nhìn anh có sự tán thưởng. Còn người ám kình tầng 6 lại không thân thiện gì, ánh mắt ông ta nhìn anh rất lạnh lùng xen lẫn sát ý như có như không. Dương Bách Xuyên cũng chừng lại. Đúng là võ cổ giả ám kình tầng 6 khiến anh cảm thấy áp lực, nhưng không có nghĩa là anh sợ. Nếu thật sự phải liều mạng, Dương Bách Xuyên tin rằng người chết chắc chắn là đối phương. Sau mấy giây đối mặt ngắn ngủi, Triệu Nam vội vàng bước đến giới thiệu cho Dương Bách Xuyên, đây là chú hai của em Triệu Viễn Thành, đây là ba em Triệu Viễn Hiền. Theo Triệu Nam giới thiệu thì người ám kình tầng 5 là ba cô, người ám kình tầng 6 là chú hai của cô. Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt, thầm nói trong lòng, ba vợ đến, xem ra bác ấy có ấn tượng khá tốt với mình, không giống như chú hai của Triệu Nam chừng mình. Hóa ra ông ta là ba của Triệu Vũ Linh. Triệu Nam khựng lại giây lát, nhìn Triệu Vũ Linh rồi nói một câu, đây là anh họ của em Triệu Vũ Linh, lần trước anh gặp rồi. Có lẽ lần trước anh phóng ra uy áp linh thức đã để lại bóng ma trong lòng Triệu Vũ Linh, cho nên hôm nay gặp lại Dương Bách Xuyên, anh ta không còn kiêu ngạo, thậm chí còn hơi dè dặt. Thấy vậy Dương Bách Xuyên rất vui vẻ. Có điều hôm nay ba của Triệu Nam ở đây, dù thế nào đi chăng nữa Dương Bách Xuyên cũng phải giữ thể diện cho cô. Anh tươi cười đi đến, chào hỏi theo lễ nghi của võ cổ giả, chào hai vị tiền bối. Đầu tiên không thể thất lễ. Tốt tốt tốt, từ lâu tôi nghe Nam Nam nhà tôi nói rất nhiều lời hay ý đẹp về cậu. Tuổi trẻ tài cao, khá lắm khá lắm. Ba của Triệu Nam gật đầu mỉm cười, ra hiệu cho Dương Bách Xuyên ngồi xuống nói chuyện. Nhưng Triệu Viễn Thành chú hai của Triệu Nam lại lạnh lùng hừ mũi, tuổi trẻ tài cao thì chưa chắc. Tôi nghe nói cậu rất kiêu ngạo, còn nhỏ tuổi mà đã chọc vào nhà họ Diệp ở Yên Kinh và nhà họ Mã ở Tây Bắc. Cậu ngông cuồng như vậy, sau này có thể sống lâu được chắc. Triệu Viễn Thành chỉ có một đứa con trai là Triệu Vũ Linh, coi con trai như báu vật. Nhà họ Triệu có ba anh em. Bác cả không có con cái, chú ba Triệu Viễn Hiền chỉ có một cô con gái Triệu Nam, các chi khác nhà họ Triệu thì không tính, sau này người thừa kế mạch võ cổ của nhà họ Triệu chính là con trai ông ta Triệu Vũ Linh. Nhưng lần trước Triệu Vũ Linh trở về nói là bị Dương Bách Xuyên dọa sợ, còn nói Dương Bách Xuyên có thể là nhân vật thần thoại tiên thiên gì đó. Lúc ấy Triệu Viễn Thành nghe xong rất giận dữ, hoàn toàn không tin lời con trai. Nhân vật thần thoại tiên thiên, đùa gì thế? Dương Bách Xuyên mới bao lớn, cùng lắm cũng chỉ 21 tuổi mà thôi. Độ tuổi này có tu vi tiên thiên á. Triệu Viễn Thành chưa từng gặp nhân vật đỉnh cao cấp bậc tiên thiên trong giới võ cổ, chỉ nghe ông cụ trong nhà nói rằng có lẽ mấy tông môn lâu đời có nhân vật tiên thiên, nhưng ít nhất cũng là lão quái vật đã luyện võ mấy chục năm. Tiên thiên 21 tuổi ấy à, ngay cả thời xưa cũng chẳng có mấy ai. Vì vậy Triệu Viễn Thành hoàn toàn không tin Dương Bách Xuyên có thể là cấp bậc tiên thiên. Vừa nãy ông ta cảm nhận được khí huyết trên người anh rất yếu, thậm chí là lúc có lúc không. Triệu Viễn Thành cho rằng Dương Bách Xuyên cùng lắm cũng chỉ là ám kình tầng 1, kém xa đứa con trai Triệu Vũ Linh của ông ta. Dương Bách Xuyên có thể hù dọa Triệu Vũ Linh chắc là do đã dùng mưu hèn kế bẩn nào đó. Trong giới võ cổ có một số võ cổ giả vô dụng thường hay dùng mưu hèn kế bẩn dọa người. Vì vậy Triệu Viễn Thành tự phụ cứ mặt nặng mày nhẹ với Dương Bách Xuyên. Đương nhiên nguyên nhân sâu xa vẫn là do ông ta là võ cổ giả ám kình tầng 6. Số người đạt ám kình tầng 6 trong giới võ cổ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nên từ trước đến giờ Triệu Viễn Thành rất kiêu ngạo. Lại thêm ông ta là người thuộc bốn gia tộc lớn nhất Yên Kinh, từ khi ra đời đã có cảm giác ưu việt. Có thể nói là ông ta không coi ai ra gì.
Triệu Nam nghe ra chú hai Triệu Viễn Thành đang châm chọc Dương Bách Xuyên, tức thì sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng cô ấy hơi sợ chú hai ngang ngược này. Tuy nhiên, Triệu Nam đã coi Dương Bách Xuyên là người đàn ông của mình, cho dù đắc tội chú hai thì cô ấy cũng phải lên tiếng. Chú hai, Dương Bách Xuyên là bạn trai của cháu, mong chú hãy coi anh ấy là người trong nhà. Tuy Triệu Nam không nói rõ, nhưng ai cũng nghe ra cô đang tức giận. Lần này Triệu Viễn Thành hoàn toàn giận dữ. Trước nay nhà họ Triệu đặt nặng nam quyền, ngay cả truyền thừa võ cổ của gia tộc cũng chỉ truyền cho nam chứ không truyền cho nữ. Nói trắng ra là đàn bà con gái nhà họ Triệu không có địa vị gì trong gia đình. Từ trước đến giờ chưa từng có ai dám chống đối Triệu Viễn Thành. Dầm, ông ta đập bàn, chiếc bàn chia năm xẻ bảy. Chú ba, sao đứa con gái ngoan của chú chẳng hiểu quy củ gì thế? Xem ra ông cụ quá nuông chiều con bé. Lần này về Yên Kinh lập tức thực hiện hôn ước với nhà họ Diệp cho tôi. Lông bông ở bên ngoài càng ngày càng ngỗ nghịch. Triệu Viễn Thành nổi trận lôi đình, trắng trợn quát mắng Triệu Nam, còn quở trách Triệu Viễn Hiền luôn. Mà Triệu Nam cũng bướng bỉnh, bị chú hai mắng như thế. Cô to gan lớn mật cãi lại, chú hai, cháu có về hay không, chú không cần quan tâm. Cháu ra ngoài là giao ước giữa cháu và ông nội, chứ không phải giao ước với chú. Cháu, Triệu Viễn Hiền giận run người, còn muốn nói tiếp. Lúc này ba của Triệu Nam là Triệu Viễn Hiền lên tiếng. Ông ấy khụ khụ vài tiếng rồi chậm rãi cất lời, anh hai nổi giận làm chi, Nam Nam vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, còn anh đã mấy chục tuổi rồi, cần gì phải so đo với một đứa trẻ. Hơn nữa, Nam Nam và ông cụ đã giao ước nếu như con bé có thể cống hiến 1 tỷ cho gia tộc trong vòng 1 năm thì không cần làm dâu nhà họ Diệp. Bây giờ chưa tới thời hạn, cũng không cần vội. Triệu Viễn Hiền là ba của Triệu Nam, coi cô con gái cưng Triệu Nam như hòn ngọc quý. Mặc dù quy định mà tổ tiên nhà họ Triệu đặt ra là trọng nam khinh nữ, nhưng Triệu Viễn Hiền không nghĩ như vậy. Ông ấy chỉ có một cô con gái cưng, không thể để cho cô ấy bị ấm ức. Và lại trong ba anh em nhà họ Triệu, bởi vì nội lực của Triệu Viễn Hiền yếu nhất nên mọi tài nguyên gia tộc đều đổ vào anh cả và anh hai, Triệu Viễn Hiền chỉ có thể ra ngoài kiếm tiền cho gia tộc, cung cấp tài nguyên cho người khác. Dưới quy tắc nắm đấm kẻ nào to thì kẻ đó lớn nhất, anh hai vẫn luôn không ưa ông ấy. Lần này Triệu Viễn Hiền tới Cố Đô theo lệnh của ông cụ, mục đích là hỏi lai lịch của Đan Chú Nhan. Đến nơi ông ấy mới biết Đan Chú Nhan là của Dương Bách Xuyên. Ông ấy còn nghe Triệu Nam nói Dương Bách Xuyên cũng là võ cổ giả, và là bạn trai của con gái mình. Hơn nữa, lần trước Triệu Vũ Linh trở về nói rằng Dương Bách Xuyên rất có thể là thần thoại tiên thiên, chuyện này khiến nhà họ Triệu đứng ngồi không yên, hôm nay đến đây là để làm rõ tình hình. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên Dương Bách Xuyên tuấn tú lịch sự. Nếu như chứng thực được Đan Chú Nhan là của tông môn võ cổ giả nào đó thì chứng tỏ Dương Bách Xuyên rất có thể là đệ tử của tông môn lâu đời. Hoàn toàn có tư cách trở thành con rể nhà họ Triệu. Đây là điều mà Triệu Viễn Hiền muốn thấy. Nhưng thái độ của anh hai Triệu Viễn Thành quá ngang ngược, làm Triệu Viễn Hiền thấy chướng mắt. Hơn nữa anh hai trách mắng con gái mình càng khiến Triệu Viễn Hiền ghét cay ghét đắng. Cho dù con gái của tôi không tốt thì cũng chẳng đến lượt anh trách mắng. Triệu Viễn Hiền đáp trả lại anh hai không khách khí chút nào. Dương Bách Xuyên cũng rất tức giận khi nghe thấy Triệu Viễn Thành chửi mắng châm chọc mình. Có điều anh chưa kịp mở lời đã nghe thấy Triệu Nam bảo vệ mình, thậm chí ba vợ tương lai cũng bênh vực mình, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất cảm động. Sau đó Dương Bách Xuyên lại nghe thấy Triệu Viễn Thành mắng mỏ Triệu Nam, anh lập tức nổi giận, không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh bước tới nhìn Triệu Viễn Thành, gằn giọng nói, hôm nay tôi nể mặt ông là chú hai của Triệu Nam nên không so đo với ông. Nhưng có mấy lời tôi phải nói thẳng trước mặt. Tôi hy vọng từ nay về sau ông đừng hô to gọi nhỏ với Triệu Nam nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Triệu Viễn Thành vốn đã tức giận vì bị ba con nhà chú ba chống đối, bây giờ nghe thấy câu nói mang ý cảnh cáo của Dương Bách Xuyên, ông ta lập tức nổi giận, thầm hừ lạnh trong lòng, hôm nay tôi không ra oai, cho các người thấy thực lực của võ cổ giả ám kình tầng 6 thì các người không biết Mã Vương gia là ai. Nghĩ tới đây, Triệu Viễn Hiền bỗng đứng bật dậy đi về phía Dương Bách Xuyên, đồng thời nói, nhãi danh, một thằng nhóc quê mùa như cậu là cái thá gì mà dám uy hiếp tôi. Hôm nay tôi sẽ thay phụ huynh của cậu dạy cậu làm người như thế nào. Thấy Triệu Viễn Thành vô liêm sỉ muốn ra tay, Dương Bách Xuyên cũng cười lạnh trong lòng. Mặc dù Triệu Viễn Thành là ám kình tầng 6,
theo lý thì anh không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng anh là người tu chân, là truyền nhân của thập nhị kiếp tán tiên, lẽ nào lại không có bản lĩnh gì? Đúng là nực cười, một võ cổ giả mà cũng dám uy hiếp anh, tưởng người tu chân dễ bắt nạt chắc. Lão già, cho con mượn thần thức của người, nghiền ép lão già khốn khiếp này giúp con. Muốn ra vẻ chứ gì, hôm nay con sẽ khiến ông ta mất hết mặt mũi. Dương Bách Xuyên nói với sư phụ Vân Thiên Tà trong đầu. Anh biết mặc dù sư phụ mình chỉ là trạng thái nguyên thần, nhưng sức mạnh tinh thần, hay nói chính xác hơn là thần thức của ông vẫn là thần thức của thập nhị kiếp tán tiên, cao hơn linh thức không biết bao nhiêu lần. Dáng vẻ Triệu Viễn Thành giống như muốn gây chuyện với Dương Bách Xuyên dọa Triệu Nam sợ nhảy dựng, không nhịn được gọi ba. Y muốn ba mình ngăn cản bác hai, cô ấy không muốn ông ta làm Dương Bách Xuyên bị thương. Cho dù con gái cưng không gọi, Triệu Viễn Hiền cũng muốn ngăn cản Triệu Viễn Thành làm Dương Bách Xuyên bị thương, bởi vì trong mắt ông ấy, Dương Bách Xuyên có thể lấy ra đan chú nhan, chắc chắn có quan hệ với một tông môn cổ xưa nào đó, nhà họ Triệu không thể trêu vào. Bác hai Triệu Viễn Thành ở nhà bá đạo đã thành thói quen, trong mắt của ông ta không chứa nổi một hạt cát, thế nhưng càng như thế lại càng dễ gây thù. Triệu Viễn Thành không giống ông ấy, thường giao du trong giới kinh doanh, hiểu được cách giao tiếp giữa người với người, vì vậy Triệu Viễn Hiền chuẩn bị tiến lên ngăn cản Triệu Viễn Thành lại. Ông ấy cho Triệu Nam một ánh mắt yên tâm, Triệu Viễn Hiền ông chỉ là cổ võ giả ám kình tầng 5, không sánh bằng bác hai tầng 6, đánh không lại đối phương ngăn cản thì vẫn được. Triệu Vũ Linh ở bên cạnh cũng đang sốt ruột, lần trước bị khí thế của Dương Bách Xuyên khí thế hù dọa đến mức sinh ra ám ảnh trong lòng, anh ta quay về kể với ba mình nhưng đối phương lại không tin. Bây giờ thấy ba mình sắp ra tay với Dương Bách Xuyên, anh ta hơi nóng nảy, muốn ngăn ông ta nhưng đã chậm. Chỉ thấy Triệu Viễn Thành khí thế hung hăng, Triệu Viễn Thành lao đến cách Dương Bách Xuyên hơn một mét, giơ tay lên muốn tung một chưởng qua. Thế nhưng một giây sau, cả người ông ta chấn động, dừng lại, giống như bị định thân. Một màn xảy ra trên người Triệu Viễn Thành khiến cho ba Triệu Nam định ra tay ngăn cản dừng lại. Ở trong mắt mọi người, Triệu Viễn Thành giơ tay nhìn như muốn chưởng bay Dương Bách Xuyên bỗng dừng lại, cả người run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng như đang ngã bệnh. Cảnh tượng tiếp theo khiến ba người cùng trợn tròn mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, thế mà Triệu Viễn Thành hung hăng lại quỳ xuống. Quỳ gối trước mặt Dương Bách Xuyên trước mặt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dáng vẻ không nói nên lời. Một giây trước đó, Dương Bách Xuyên hỏi mượn thần thức của sư phụ Vân Thiên Tà trong lòng, Vân Thiên Tà không làm anh thất vọng, lạnh lùng hừ một tiếng, một con sâu cái kiến đã ép thằng nhóc con nhờ sư phụ, sao không có tiền đồ thế hả? Ta đã nói con phải cố gắng tu luyện vào, sao vẫn phế vật thế này hả? Hơn 4 tháng vẫn luyện khí kỳ tầng 3, con tiến thêm một bước đạt đến luyện khí kỳ tầng 4 đã không bị một tên cổ võ giả ánh kình tầng 6 bước đến nỗi mời sư phụ ra mặt rồi. Nói cho con biết, mặc dù sư phụ là thập nhị kiếp tán tiên nhưng tiên thể đã bị phá hủy, thần hồn không còn trọn vẹn, lấy ra hù dọa cổ võ giả ám kình là đủ. Thế nhưng nếu sau này con đụng chạm võ giả mạnh hơn thì chỉ có đường chết. Vì vậy phải cố gắng tăng tu vi, chỉ có thực lực bản thân cường đại mới là vốn liếng, có biết không? Bị sư phụ Vân Thiên Tà răn dạy một phen khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rất khó chịu, phản bác, lão già đáng chết, người cũng nói con mới tu luyện 4 tháng. Có thể đạt tới luyện khí kỳ tầng 3 đã không dễ dàng, còn muốn yêu cầu cao như thế. Hơn nữa từ trước đến nay con đều không hề lười biếng tu luyện, sau khi bước vào con đường tu chân, đêm nào con cũng không ngủ, đều dùng để tu luyện rồi, người còn muốn thế nào nữa. Nhờ sư phụ ra tay dạy dỗ một người thôi, người nói nhảm gì đó. Mau dùng thần trí chấn chỉnh lão già này đi, nhìn ông ta giả ngầu lại tức giận. Thằng nhóc này, con còn ý kiến. Có biết ở tu chân giới, võ giả tốn 3 tháng đã bước vào trúc cơ kỳ nhiều thế nào không? Vân Thiên Tà tiếp tục đả kích Dương Bách Xuyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên bừng bừng lửa giận, bực bội hét, lão già đáng chết, người đừng quên nơi này là địa cầu thiếu thốn linh khí, không phải tu chân giới của người có được không? Nếu con cũng ở tu chân giới, nói không 4 tháng đã có thể kết kim đan rồi. Đối mặt lời gào thét của Dương Bách Xuyên, Vân Thiên Tà im lặng một hồi. Dường như đang suy nghĩ đến vấn đề này, khụ khụ cười nói, hình như cũng đúng, thôi, sư phụ không tính toán với con, giúp con một lần vậy. Chẳng qua con nhớ kỹ, thần thức ta không trọn vẹn,
chỉ có thể hù dọa người khác mà thôi, con cần phải tự tăng thực lực bản thân, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được được được, trước tiên người thu thập lão già Triệu Viễn Thành này đi đã rồi nói. Dương Bách Xuyên không kiên nhẫn bảo. Tiếp theo đó, chỉ cảm thấy thần thức của sư phụ không ngừng truyền ra từ bình càn khôn trên cánh tay trái, đè xuống người Triệu Viễn Thành như núi cao. Đây là nguyên nhân tại sao Triệu Viễn Thành trong mắt hai ba con Triệu Nam và Triệu Vũ Linh đột nhiên dừng lại, quỳ gối trước mặt Dương Bách Xuyên. Nói giỡn, đường đường là thập nhị kiếp tán tiên, cho dù tiên thể bị hủy diệt, chỉ còn lại nguyên thần không trọn vẹn nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, thần thức của ông có thể cầm tới dọa người, một tên cổ võ giả nho nhỏ ở tiểu thế giới có thể thừa nhận được ư. Vì vậy Triệu Viễn Thành quỳ xuống rất hợp tình hợp lý. Ba người vây xem vô cùng kinh ngạc, thế nhưng không qua được nỗi khiếp sợ trong lòng người trong cuộc Triệu Viễn Thành, ông ta gần như bị hù đến linh hồn xuất khiếu. Ngay lúc ông ta tràn đầy tự tin xông tới chuẩn bị một tát đập bay Dương Bách Xuyên, lại không ngờ trên người đối phương bỗng truyền ra một cỗ lực lượng cường đại, đè ông ta có cảm giác hít thở không thông. Áp lực kiểu này Triệu Viễn Thành còn chưa từng cảm nhận được từ trên người ông cụ ở nhà, giống như hủy thiên diệt địa, chỉ vừa mới đối mặt mà ông ta đã hỏng mất. Không kiềm chế được quỳ gối trước mặt Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn không thể nói được một câu nào. Hiện tại Triệu Viễn Thành vô cùng tin tưởng lời nói Dương Bách Xuyên là tiên thiên trong truyền thuyết mà Triệu Vũ Linh nhắc tới lần trước rồi. Đối phương đặc biệt hùng mạnh, ông ta sợ vỡ mật, cảm giác áp lực này sẽ ép bản thân thành một đống thịt nhão bất cứ lúc nào. Tuy rằng Triệu Viễn Thành chưa từng gặp hay tiếp xúc với tiên thiên trong truyền thuyết, thế nhưng ông ta cảm thấy ở giây phút này, tiên thiên cũng chỉ có thể mà thôi. Dương Bách Xuyên mới chính là yêu nghiệt. Yêu nghiệt không thể trêu chọc. Triệu Viễn Thành muốn xin tha nhưng lại hoảng sợ nhận ra, ông ta không mở miệng được. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy Triệu Viễn Thành quỳ xuống thì cười phá lên, không phải ông rất thích giả vờ lợi hại à? Diễn tiếp tôi xem nào. Trong lòng anh đặc biệt vui sướng. Triệu Viễn Thành ông muốn giả ngầu đúng không? Được thôi, tôi cho ông giả đấy. Hiện tại trợn mắt làm gì, đã biết rõ sự lợi hại của ông đây chưa? Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên biết thời điểm bản thân tới rồi, anh tiến lên một bước, cố ý gằn giọng hỏi, lão già kia, có tin tôi một tát đập chết ông không? Dương Bách Xuyên vừa nói vừa giơ tay lên, giả vờ chuẩn bị đánh. Lúc này Triệu Viễn Thành sợ hãi sắp khóc, dưới áp bách cường đại ông ta hoàn toàn không thể mở miệng. Đối mặt với dáng vẻ giơ tay muốn đánh mình của Dương Bách Xuyên, ông ta hoảng sợ thật. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời, trong lòng đã gấp đến mức sắc mặt chuyển sang màu gan heo. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên giơ bàn tay lên, Triệu Viễn Thành đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ cái tát của đối phương giáng xuống. Đúng lúc này hậu, ba Triệu Nam, Triệu Viễn Hiền ở bên cạnh cũng đang hoảng sợ, thấy Dương Bách Xuyên muốn tát đánh chết Triệu Viễn Thành, cuối cùng cũng không nhịn được. Con rể bớt giận. Bớt giận nói thế nào thì Triệu Viễn Thành cũng là anh hai của ông ấy không thể nhìn ông ta bị Dương Bách Xuyên tát chết được. Triệu Nam và Triệu Vũ Linh cũng lau mồ hôi, thật sự sợ Dương Bách Xuyên một chưởng đánh chết Triệu Viễn Thành. Người trong cuộc Triệu Viễn Thành nghe thấy em ba Triệu Viễn Hiền xin tha cho mình, trong lòng lập tức cảm động muốn khóc, cho tới nay ông ta rất khinh thường em ba Triệu Viễn Hiền này. Hiện tại xem ra ông ta sai rồi, cuối cùng vẫn là anh em ruột thịt. Trong lòng nghĩ chỉ cần tránh được một kiếp này, trở về nhất định sẽ đối xử tốt với Triệu Viễn Hiền. Trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, nhìn thấy vẻ sợ hãi của Triệu Viễn Thành, tự nhiên biết rõ ông ta đã sợ, hiệu quả đã đạt được, anh bảo sư phụ thu lại uy áp thần thức. Trên thực tế Dương Bách Xuyên chỉ hù dọa Triệu Viễn Thành, không có khả năng thật sự đánh chết ông ta, bằng không về sau không thể đối mặt với Triệu Nam. Đúng lúc này, Triệu Nam cũng lên tiếng kêu Dương Bách Xuyên dừng tay. Trong lòng anh cười lớn nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì, lạnh lùng hừ một tiếng, hôm nay xem trên mặt mũi của Nam Nam và bác trai Triệu bỏ qua cho ông, lần sau còn phách lối như thế nữa, chém chết không tha. Còn nữa, nhớ kỹ cho tôi, đừng có ý đồ với Nam Nam, về sau cũng răn dạy cô ấy. Triệu Nam là người phụ nữ của tôi còn không nỡ nặng lời với cô ấy, ông thì tính là cái thá gì. Những lời này của Dương Bách Xuyên vào tai Triệu Nam làm sắc mặt cô ấy đỏ bừng, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ ngọt ngào. Trên mặt Triệu Viễn Hiền cũng đầy ý cười,
xem ra có một đứa con rể lợi hại như Dương Bách Xuyên bảo vệ con gái của mình cũng không tệ. Ông ấy đã nhìn ra Dương Bách Xuyên mạnh quá mức tưởng tượng, cả anh hai cũng phải quỳ xuống đủ để chứng minh Dương Bách Xuyên bất phàm. Về phần hôn ước với nhà họ Diệp ở Yên Kinh, đó chỉ là ông cụ trong nhà hứa miệng mà thôi. Áp lực đè nặng trên người biến mất, Triệu Viễn Thành thoảng cái ngã gục xuống đất, thở dốc từng ngụm. Ông ta nói với Dương Bách Xuyên một câu, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cảm ơn ngài đã nương tay. Triệu Viễn Thành chắp tay thành quyền và nói một câu với Dương Bách Xuyên trong lễ võ cổ, trên mặt ngoại trừ sự kiêng dè sâu sắc ra thì không còn một chút cuồng ngạo nào nữa. Bây giờ, trong lòng Triệu Viễn Thành ngàn vạn lần tin tưởng chắc chắn Dương Bách Xuyên chính là tiên thiên cường giả của giới võ cổ trong truyền thuyết. Trong mắt ba của Triệu Nam và Triệu Vũ Linh, nghe được lời của Triệu Viễn Thành thì vô cùng ngạc nhiên, đây vẫn là Triệu Viễn Thành kiêu ngạo ngang ngược sao? Rất rõ ràng là ông ta đã chịu thua, hơn nữa nhìn qua là chịu thua một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng lập tức nghĩ lại cũng thấy bình thường, ông ta cũng quỳ xuống trước Dương Bách Xuyên, đã thua cũng phải khiến người ta nể phục. Mà ở trong mắt Dương Bách Xuyên lại là điều đương nhiên, nếu mà thần thức của sư phụ cũng không trấn áp được anh, vậy Triệu Viễn Thành cũng không phải là võ cổ giả mà là tu chân giả, đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng tin là ngay cả tu chân giả cũng không có mấy người có thể chống lại sự uy áp của sư phụ. Dương Bách Xuyên hừ lạnh rồi xoay người, nhìn về phía ba của Triệu Nam, coi như là không so đo với Triệu Viễn Thành nữa. Còn đối với ba của Triệu Nam, Dương Bách Xuyên lại bày ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi, dù sao cũng là ba vợ tương lai, tay anh bỏ vào túi, trong đầu khẽ động và lấy một viên đan tôi thể từ trong không gian bình càn khôn ra, đưa tới trước mặt Triệu Viễn Hiền nói, bác trai, lần đầu gặp mặt, đây là tấm lòng nho nhỏ của đứa cháu này, mong bác nhận lấy. Đan này tên là đan tôi thể, dùng có thể thải độc và rèn luyện cơ thể, cường hóa máu thịt gân cốt. Dương Bách Xuyên nói rất dễ nghe, nhưng lọt vào tai Triệu Viễn Hiền lại hoàn toàn khác, ông ấy là võ cổ giả, biết rất rõ viên mà Dương Bách Xuyên lấy ra là đan tôi thể giá trị. Nếu như có thể ăn vào tôi thể một lần, sẽ có rất nhiều lợi ích đối với võ đạo ngày sau của ông ta, coi như là tiến thêm một bước đạt tới ám kình tầng 6 cũng không phải việc khó. Triệu Viễn Hiền nghĩ tới Dương Bách Xuyên là người của tông môn cổ xưa nào đó, nhưng sau khi anh lấy đan tôi thể ra, ở trong lòng ông ta lại đề cao thân phận đằng sau của Dương Bách Xuyên. Anh hẳn là người của tông môn nào đó, hơn nữa còn là tông môn có thế lực rất mạnh mẽ, nếu không sao có thể tùy tiện lấy ra một viên đan tôi thể đưa cho người khác được. Trong lòng Triệu Viễn Hiền như có sóng biển dâng trào, kìm lòng không được mà vươn tay nhận lấy đan tôi thể Dương Bách Xuyên đưa. Trong ánh mắt kích động phát ra ánh sáng rực rỡ. Có một viên đan tôi thể này, chỉ cần vài ngày là ông ấy có thể bước vào ám kình tầng 6 rồi, xem anh hai sau này còn dám đắc ý ở trước mặt mình nữa không. Cảm ơn cháu trai tốt, Triệu Viễn Hiền rất kích động nói cảm ơn. Mà giờ khắc này, trên mặt Triệu Nam rất tự hào, nhìn dáng vẻ của ba mình lúc này, sau này nhất định sẽ ủng hộ cô ấy qua lại với Dương Bách Xuyên. Về phần ba con Triệu Viễn Thành và Triệu Vũ Linh ở một bên, nhìn thấy Dương Bách Xuyên tặng cho Triệu Viễn Hiền đan tôi thể, trong mắt đều đỏ lên, nhưng cũng chỉ có thể hối hận trong lòng. Nhất là Triệu Vũ Linh, thậm chí anh ta ở trong lòng oán giận ba mình, nếu ông ta không gây mâu thuẫn với Dương Bách Xuyên, nói không chừng giờ khác này ba con bọn họ cũng sẽ nhận được lễ vật từ Dương Bách Xuyên. Đáng tiếc quá, hiện tại cũng chỉ có thể dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn bọn họ, nhìn đến mắt đỏ hoe. Dương Bách Xuyên không ghi hận cha con bọn họ đã là may mắn lắm rồi, cũng không hy vọng người ta sẽ tặng đan tôi thể. Trong lòng Triệu Viễn Thành rất hối hận, trơ mắt nhìn em ba sau khi lấy được đan tôi thể sẽ có rất nhiều lợi ích, giờ khắc này ông ta thầm nghĩ, có con gái thật tốt biết bao. Hai cha con liếc nhau một cái, đều thấy được một câu nói từ trong ánh mắt đối phương, sau này phải nghĩ cách hàn gắn mối quan hệ với Dương Bách Xuyên thôi. Hơn nữa bọn họ đã có cách hàn gắn mối quan hệ này rồi, đó chính là Triệu Nam. Triệu Nam và nhà họ Diệp có hôn ước, là hôn ước miệng của ông cụ hai nhà, bây giờ xem ra Dương Bách Xuyên đã là bạn trai của Triệu Nam, cô ấy chắc chắn sẽ không gả cho nhà họ Diệp. Cứ như vậy, chỉ cần giúp Triệu Nam nói một câu với nhà họ Diệp, chẳng khác nào lấy được lòng của Dương Bách Xuyên, chẳng phải là có thể hàn gắn mối quan hệ với Dương Bách Xuyên sao? Dù nói thế nào thì bọn họ cũng là người nhà họ Triệu, cũng là chú ruột và anh họ của Triệu Nam không phải sao? Nghĩ tới đây,
Trên mặt Triệu Viễn Hiền nặn ra nụ cười và nói với Triệu Nam, khụ khụ, Nam Nam, chú thấy hôn ước của cháu và nhà họ Diệp cũng không thích hợp, lần này sau khi trở về chú sẽ nói với ông cụ hủy hôn ước, trong nhà sẽ tôn trọng quyết định của cháu. Đúng đúng đúng, em gái, anh cũng ủng hộ em, Diệp Khai kia chỉ là thế hệ sau, anh cũng không tán thành việc em kết hôn với cậu ta. Cậu Dương đây rất xứng đôi với em, anh kiên quyết ủng hộ em và cậu Dương ở bên nhau. Triệu Vũ Linh cũng không ngốc, sau khi ba anh nói xong, anh ta cũng vội vàng tỏ thái độ. Triệu Nam nghe được lời của chú hai và anh họ nói, cô ấy bày ra vẻ mặt giống như nhìn thấy mặt trời mọc lên từ hướng Tây, trước kia ở nhà, hai ba con bọn họ hết sức tán thành gả cô ấy đến nhà họ Diệp, hiện tại. Ồ, ôi! Cô ấy hiểu rõ, đây là vì sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên mới làm cho hai ba con bọn họ thay đổi suy nghĩ, cho nên trong lòng vẫn rất vui mừng. Tuy rằng cảm giác có chút chán ghét, nhưng vẫn nói cảm ơn chú hai và anh họ đã thông cảm. Không cần khách sáo, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Triệu Viễn Thành đỏ mặt, thở mạnh nói. Triệu Vũ Linh cũng không cam lòng yếu thế, đúng vậy, cho dù bất cứ lúc nào em cũng là em gái của, thiên kim của nhà họ Triệu chúng ta. Dương Bách Xuyên nghe được lời của hai ba con họ, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, sao ra mặt dày thế. Nhưng anh cũng hiểu được là vì ba con Triệu Viễn Thành muốn lấy lòng anh, đối với Triệu Nam cũng là chuyện tốt, vậy đối với anh cũng là chuyện tốt. Suy nghĩ một hồi, Dương Bách Xuyên tay lần nữa bỏ tay vào trong túi, muốn cho Triệu Vũ Linh một viên đan tôi thể, kết quả đan tôi thể trên người anh đã hết rồi, viên đưa cho ba của Triệu Nam chính là viên cuối cùng. Nhưng nếu muốn giả bộ hào phóng ở trước mặt ba con Triệu Vũ Linh, anh đương nhiên sẽ không làm cho hai người thất vọng. Nhưng trong lòng lại cười xấu xa, anh lật tay lấy ra hai viên đan dược, cũng là đan tinh long đan, trong lòng tà ác nghĩ đến nếu sau khi ba con Triệu Vũ Linh uống vào có thể bạo thể mà chết hay không, vậy thì mặc kệ chuyện của anh rồi, ha ha. Vẻ mặt anh nghiêm túc nói, đan này tên là đan tinh long, chính là đan dược hiếm có, giá trị cũng không nhỏ, đan tôi thể trên người tôi đã hết rồi, hai người có muốn lấy đan tinh long không? Anh cố ý không nói công dụng của đan tinh long. Ba con Triệu Vũ Linh nghe thấy đã hết đan tôi thể, mặc dù hơi thất vọng, nhưng dù sao Dương Bách Xuyên cũng lấy ra hai viên đan dược khác cho ba con bọn họ, càng nghe được Dương Bách Xuyên nói là đan dược hiếm có, nào có đạo lý không cần chứ, quả thực chính là vui mừng ngoài ý muốn. Xem ra con đường lấy Triệu Nam để hàn gắn mối quan hệ với Dương Bách Xuyên đã đi đúng rồi. Lập tức, vẻ mặt hai ba con đều kích động gật đầu. Muốn. Đúng. Muốn, cảm ơn ngài. Vừa nói xong, hai ba con giống như là cướp giật vội vã lấy đan tinh long từ trong tay Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy vẻ mặt kích động của ba con Triệu Vũ Linh, trong lòng Dương Bách Xuyên rất thoải mái, đã có thể tưởng tượng sau khi bọn họ nuốt đan tinh long sẽ như thế nào. Tu chân giả như anh sau khi nuốt đan tinh long vào còn suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, rất khó tưởng tượng ba con Triệu Vũ Linh sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên suýt chút nữa bật cười, nhịn cười thật khó chịu. Có phải mình quá xấu xa rồi không? Mặc kệ, ai bảo hai ba con các người đắc tội với ông đây trước, sau khi uống đan tinh long sẽ như thế nào thì phải xem vận may của chính hai người đi, ha ha. Trong lòng nói thầm vài câu, Dương Bách Xuyên vừa xoay người, phát hiện ánh mắt ba vợ tương lai cũng sâu sắc nhìn anh, điều này có thể khiến anh bị dọa sợ. Hãm hại ba con Triệu Vũ Linh coi như không có áp lực trong lòng, nhưng Triệu Viễn Hiền là ba vợ tương lai, sự xấu xa này không được rồi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, Triệu Nam sẽ phá hủy anh mất. Cho nên Dương Bách Xuyên chỉ có thể nói dối với Triệu Viễn Hiền là đan tinh long đã hết, lần sau sẽ cho ông ấy thêm. Cách nói này coi như khiến Triệu Viễn Hiền hài lòng, mỉm cười nói không sao, lúc nào cho cũng như nhau. Bầu không khí sau đó cuối cùng cũng hòa hoãn. Ba con Triệu Vũ Linh được Dương Bách Xuyên tặng đan tinh long nên còn hận không thể gọi Dương Bách Xuyên một tiếng ông, vô cùng sùng bái. Mà thiện cảm của Triệu Nam và ba cô ấy đối với anh cũng tăng lên rất nhiều. Mấy người nói một hồi thì đi tới hội trường đấu giá, 9 giờ sáng đúng giờ mở ra, tính toán thời gian cũng đúng lúc. Sửa đổi tòa nhà đều là chiêu thức bán đấu giá của công ty, sảnh chính đấu giá được thiết lập ở tầng thứ 3. Chờ sau khi mấy người đi vào, phát hiện đã không còn chỗ trống. Điều càng khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc chính là, trên đường đi vào,
trong linh thức của anh lại phát hiện mười mấy võ cổ giả đến hội trường, đây là điều anh tuyệt đối không ngờ tới. Mấy người bọn họ đi tới đương nhiên là ngồi ở vị trí hàng đầu, bàn lớn và dài, một bàn có thể ngồi 8 người, đoàn 5 người bọn họ ngồi vào rất rộng rãi. Sau khi ngồi vào, nhân viên công tác đưa tấm bảng gọi giá lên và cầm micro nói, Dương Bách Xuyên nhìn một chút thì thấy anh là số 2, Triệu Nam là số 1, 5 người là một loạt từ 1 đến 5, nhân viên phòng đấu giá đương nhiên nhận ra tổng giám đốc Triệu Nam của mình nên tất cả đều phải sắp xếp thật tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.